Công ty giải trí Duy Khánh chưa muốn dịch cũng không thích lòng tiếng. Trân trọng giới thiệu phần 2 của bộ phim hài xàm xí nhất mùa Tết Con Trâu 2021 mang tên Xóm Sân Si. Với sự tham gia của các diễn viên chính cùng lối diễn vô tri gần gũi, nam nữ diễn viên Duy Khánh trong vai Kimochi, nữ nam diễn viên Khả Như trong vai Musaku, ca sĩ diễn viên Rin Tuấn Kiệt trong vai Tuấn, diễn viên Miss Thi trong vai Trúc, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Em thấy á, rapper bây giờ á là người ta đọc vậy mà nó thành giai điệu hay quá ha. Đúng rồi, kể là những cái đọc đó thôi mà vô tình cuốn hút người nghe đúng không? Anh thử đi. Anh hả? Thôi ngại lắm. Gì ngại đâu lắm, ngại lắm. Thôi anh đọc đi. Thôi biết đọc gì đâu. Em đọc đi. Đây để em. Bữa mới nghe luôn á. Yo. Listen up. Come on, what's up? Làm gì vậy? Rap luôn. Trời ơi, trời nhức đầu quá đi thiệt á. Cô đang đi nhiều chuyện ở đầu trên xóm dưới. Cái tự nhiên trời mưa đổ ào xuống một cái. Trời ơi, cô chả không vậy, bị ướt hết người luôn rồi nè. Trời ơi, mượn cô nhiều chuyện đâu rồi ướt. Hên, lần này cô mặc áo đen á. Nước nó thấm vô, nó không có bị kiểu phản cảm á. Chứ, trời ơi. Ê, tự nhiên em nghĩ ra câu hay lắm anh. Đâu? Cô Chi nó liên thuyên. Người ta kêu cô Chi bị điên. Yeah. Nghe nè, ở ngoài đường nó quá nhức đầu rồi. Giờ về nhà còn trời, tụi con cứ nói gì đó ồn ào quá không hiểu. Rap đó cô. Rap luôn, đó là một nền văn hóa mới, một môn nghệ thuật mới được du nhập từ Mỹ về. Bữa giờ đi đâu cũng nghe ai gì rap rap gì, trời ơi cái gì mà đọc cái gì là đọc đi cái gì kinh nhớ đọc kinh đó. Trời, cô nói vậy là tầm bậy rồi. Sao đó là một nghệ thuật đường phố. Và người đọc rap là một nghệ sĩ đúng không em? Một nhà thơ giống như nãy Trúc mới đọc đó, Trúc the Poet. Yeah. Yeah. Trúc the Poet. Trời, cảm giác như là đang nghe tụng kinh đó, hiểu không? Tụng kinh đó. Trời ơi, bậy quá, bậy rồi. Ôi, cái quê mùa quá à. Quê mùa. Cô cùng đẳng cấp với tụi con rồi. Cô Chi già rồi, cô Chi không có du nhập được cái này. Chị nói ra là tụi con biết đáp gì. Biết, tụi con đang thời mà. Tụi con bây giờ ai là cũng biết hết á, ai cũng có thể trở thành rapper hết, chỉ cần cô chơi vần được thôi. Gieo vần, chơi chữ. Biết làm không? Con biết chứ. Đã làm cho cô Chi mới nghĩ ra luôn nè. Đã hơn sao? Cô thử nha. Trời ơi, mà có biết nhạc đâu mà, biết nhạc không? Biết nhạc, thôi. Ê, khoan xí, gì bị mắc răng hả? Ủa này, cái đó người ta đang chơi nhạc bằng miệng của mình á, tạo ra những cái âm nhạc bằng miệng người ta gọi. Sao? Là giống như mắc răng. Không có, người ta gọi cái đó là beatbox á. Beatbox. Đó, cô không biết gì hết trơn. Phải đi ăn cái tay mình phải vậy á hả? Cái đó tiếng trà đĩa. Rồi mình có nhạc thôi, bắt đầu mình vô rap nè, bắt đầu vô chữ nè. 2 3 yeah. What's up? Come on. Chuyện tình yêu vẫn thật lưu siêu. Dù hôm nay yêu mê say, rồi ngày mai mệt nhòi rồi lại chia tay. Không còn yêu thì đừng có chửi mắng, không còn yêu đừng nói là cay đắng. Yeah. Hay chưa? Cô xin lỗi nha, cái này cũng phải nói thẳng. Nhưng mà mấy cái nhạc này dành cho kiểu trẻ trâu. Trời ơi, buổi bây giờ là phải nghe Bolero, nhạc trữ tình lãng mạn. Bolero. Đâu, cô Chi thử đi. Cô Chi thử rồi. Nếu mà các con muốn nghe thì cô Chi sẽ xin trình bày một ca khúc Tình Trong Như Vòng Thơ. Cô xin lỗi. Thơ. Xin lỗi. Trời ơi, cô hát Bolero mà không biết. Cô. Phải. Thôi cô. Bỏ đi cô. Thôi cô thôi. Gì? Cô hát Bolero mà ấn tưởng cô phun nước miếng luôn á. Phải. Tụi con với cô là khác đẳng cấp á. Khác hẳn luôn. Ok. Để một lát nữa hả, cô đi qua cô Thu, cô hỏi thử coi cô Thu có biết cái gì mà rapper gì hay không nha. Chứ cô thấy là tụi con kiểu lạc hậu. Trẻ trâu. Thôi cô Chi đi ngủ đi, đừng ở đây để làm chi. Cô đi bằng con sẽ cười hi hi. Cô Chi đi ngủ. Trẻ trâu. Cô Chi đi ngủ. Ở đây tất cả đều có đủ. Đúng vậy, trừ cô Chi. Ha 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 ha!
là xu bà kể. Chị vô rồi kể rồi coi. Ủa tôi tưởng bà biết rồi. Biết nào má. Ủa chứ sao bà cười? Bà cười tôi mắc cười. Thùng quá má biết sao. Thằng Tuấn với con Trúc nó bị gì? Lấy nhau rồi hả? Biết thần kinh. Bà mới thần kinh đó má. Tự nhiên nói với tôi á hả? Bây giờ hả mấy cái nhạc gì mà độc độc ở trên mạng không hát. Độc thôi à. Mà hot hot lắm kìa, hot trên mạng lắm kìa. Rồi gì kêu gì rapper á, hiểu kiểu hai trái bơ rap lại nhau. Ủa nếu mà là trái bơ mà biết nói á, tôi thiệt cái sự đó là cái điều kỳ diệu. Còn này trái bơ mà biết hát là sao? Mà tại vì rap trái bơ hả gì? Không phải, ý là tôi thấy nó bất hợp lý. Tôi mắc cười. Cái này nó kể xong á, cái tôi cũng giả bộ, thấy không? Để tôi kể nghe. Tôi giả bộ cái tôi ngồi tôi nhìn nè, tôi nhìn nè. Cái tôi đi ra ngoài, trời tôi thể hiện cái sự bức xúc của tôi rồi. Nhạc gì mà ngang tràng, nhạc gì mà tự nhiên đọc là sao? Nhạc là phải hát tự nhiên. Không, thật sự nó mà đọc mình bị khó nghe, mà hiểu không? Cái tôi cảm thấy là mẹ ơi gì à, có người lạ. Không, nhưng mà cái nhạc nó khó nghe bà ơi, không có hiểu gì hết. Cái đó là thơ hay sao? Dạ chào cô. Chào anh. Điên hả? Cái gì bà vô tri gì, nhỏ nhỏ xíu sao chào anh? Đáng tuổi con cháu mà đó. Gì? Nó cháu tôi đó. À cháu hả? Ôi đẹp trai dễ thương quá. Ê, nhìn bà vậy mà tôi không ngờ bà có đứa cháu mà đẹp trai mà đáng yêu. Cô chứ đâu phải má ruột nó đâu mà phải giống nó. Ý là tôi nghĩ là có chung huyết thống á, mà sao cảm thấy là bà chứ không có tôi đẹp hơn. Không, nhìn nó là tôi thể hiện ra được nó là một người tử tế, văn minh, lịch sự, đáng yêu. Còn bà ngược lại với những điều trên. Vậy không chơi đi về. Đó là những chuyện khó nghe nhưng mình phải chấp nhận. Tôi không thèm nghe, bà đi về. Không. Đừng có vô duyên như vậy. Anh tên gì? Anh. Tại sao mà mấy đứa nhỏ hơn bà cứ kêu anh hoài vậy? Bà vô tri hả? Bà không biết bà nhiêu tuổi hả? Bà không thấy tôi giống những đứa nhỏ hả? Nhỏ bà bị điên hả? Bà là kiểu mà thiểu năng không chịu lớn á. Bây giờ bà muốn tôi hỏi sao thì tôi hỏi. Bà hỏi nói chuyện đàng hoàng với con cháu mình. Rồi được rồi. Nó cười vô mặt. Vậy thì không biết là cháu nhà ở đây là tên gì hả? Dạ con tên Lan. Sao nó không đi mà nó Lan? Mà Lăng này người ta có gờ má, cái đồ vô tri không có đi học. Là Lăng có gờ hả? Ừ. Lăng bằng bằng ba lăng à, bằng bằng ba lăng. Lăng trì bà bây giờ. Con mẹ vô tri là bà đội hai trái đó làm chi rồi hả? Bây giờ ngu một cái chuyện gì vậy? Hai trái nào? Hai cái trái gì trên đầu bà kìa? Đây là đang ăn chế độ mới. Chế độ gì? Chế độ đón Tết. Giảm cân đón Tết. Hả? Cân. Ê nhưng mà anh ơi, anh bao nhiêu gì? Cháu con không ăn. Nhìn cháu đây là chắc là kiểu làm nhân viên văn phòng đúng không? Con làm nghề gì? Dạ con làm rapper. Rapper hả? Dạ đúng rồi. Cái nghề mà nãy bà bước vô đây bà nói cái gì mà một trái bơ không biết nói thì hai trái bơ mà ráp lại thì cũng như không thôi. Đó không phải là một điều diệu kỳ, nếu trái bơ biết nói là hay lắm rồi. Nãy mà nói gì đó má, làm gì mà không hiểu gì trơn á, lời không á, đó không phải là nhạc đó má. Nãy mà nói vậy đó. À bất tỉnh, chết rồi đó. Ủa nãy giờ có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Nhìn cái thần thái của nó là biết là rapper rồi má ơi. Tôi giỡn vậy thôi à. Tôi chung giới với nó mà. Tôi thiệt. Tôi chung giới đó. À biết rồi, giới thứ ba. Tôi chung giới underground. Bà rao gì ngoài bờ? Hả? Không phải. Bà này không biết tiếng Anh xin ngữ gì. Underground là dưới lòng đất. Cái gì nữa? Tôi ở dưới lòng đất đó. À là bà dưới đất mà trồi lên đó hả? Thì cái giới đó dưới đó không á. À. Là tôi trong đó tôi chui lên đó. À. Ờ thì đó. Vậy bà biết gì vậy người ta không? Thì nó rap có dần điệu, cảm xúc thấm vào trong tim. À chứ không phải kiểu mà vô nghĩa mấy câu trơ trơ giống như nãy bà nói hai trái bơ biết nói hả? Cái đó là thằng Tuấn với con Trúc, những đứa trẻ không biết cập nhật xu hướng underground. À. Tôi nghe nhiều lắm, nghe nhiều. Ê con. Cô có một thỉnh cầu. Dạ. Vậy thì con biết là cháu ở đây có thể hả gì? Tai biến hả? Tôi cũng bị mỏi. Còn chân sái ngoài hàm đó cô. Bị mỏi lắm á. Tại vì bà không có cho tôi kiểu nói chuyện thân thiện. Bà nói chuyện đàng hoàng, bà không cần bấu người ta. Bà nói chuyện đàng hoàng với con người. Rồi. Nói quá thằng cháu tôi nó sợ. Con quý lắm. Cỡ
còn có thể hát đặng cho cô Chi á, đặng rap được không? Tại vì đó cho cô chưa có được nghe. Dạ thôi, đang ở nhà nói chuyện gia đình mà cô. Nghe, bà nghe chưa? Gia đình là? Gia đình, nó coi tôi là gia đình. Không má, cô cháu tôi là gia đình, bà là khách tới đó má, mà khách không mời á. Dạ đây nhà con mà. Qua nhà người ta chơi mà cứ quyển quạt đây nhà của mình làm sao? Không nhẹ, bà đừng có làm như vậy. Bé rất tử tế và bé sẵn sàng hát tôi nghe. Không. Dạ không. Rồi. Cái này là ngại thể hiện, không dám thể hiện. Người ta dám thể hiện ta mới đi thi, không dám thể hiện sao dám đi thi má. Áo tôi nổi tiếng lắm đó. Ủa đi thi gì tiền, đi gì tiền kiếm không tiền. Gì tiền sao thi làm chi, đúng không con? Đúng rồi. 50 và tiền. Ta phải kiếm tiền ta đổi đời chứ. Để kết thúc cái cuộc cãi vã của hai cô, để con rap cho. Bây giờ cô trong giới đúng không? Cô biết beatbox không? Ok, beatbox cho con liền. Thử. Ê! Dơ quá! Cái gì? Dơ! Trời, xin chào mẹ! Dơ quá! Thôi nín mẹ đi, mệt quá! Không! Tôi đang biết cái đàn điệp khúc á! Khỏi đi! Bóc cái đàn điệp khúc á! Không! Dơ dạ, quá! Dạ thôi, con rap chai được rồi! Không, con nó hát! Đàn này đàn cao trào! Đi! Thôi! Tôi chưa cái bàn vô cái lồng ngực bây giờ! Rap đi con, rap đi! Ok! Dơ! Có chú bé thích hai thuốc, lúc ánh nắng đánh thức bé thức giấc háo hức lấy tu phát cuốc tới núi sớm sớm hai thuốc đến chung gió mát xuống xịt tan la mát khiến sông chờ biết nuối tiếc lúc chú bé lưng muốn xuống núi lấy thuốc cuốn biết ba tanh hết. Chị bị gì rồi chị? Giật kinh phong con. Không phiêu giật bạn phiêu gì như đạp dây điện vậy? Tôi phiêu theo nhà tôi trong giới mà. Giới gì? hết chưa còn có đoạn cuối nào nữa không? Dạ con hết. Gì? Không phải. Người ta thổi cái này là nó kêu quét. Không. Thì tay tôi dơ nên tôi không có đút vô trong sâu. Rồi, nghe xong rồi đi về đi. Ủa nhưng mà con. Dạ. Nhiều chữ quá sao con thuộc được hay vậy? Nó nhờ có flow quá cô. Gì? Nói gì? Lô gì á? Lô hả? Sao nó thuộc là tại vì nó có lô. À. Dở. Gì? Tôi giá như bà cũng ở trong giới như tôi á là biết rồi. Không, tôi không thuộc giới thứ ba má. Tôi ở dưới lòng đất. Quên dưới địa phủ chui lên má ơi. Rồi. Underground. Rồi. Tôi dịch sát nghĩa luôn rồi đó. Rồi. Là cái giới của nó là lô là thí dụ một câu tập trung nha. Chưa có một câu là khoảng 100 chữ đi. Ủa vậy. Yeah. Thì nó chia ra nhiều lô. Nó học xong lô đầu. Nó học tới lô tiếp theo. Là đề giờ... hay gì mà lô đầu lô cuối rồi bao lô? Bảy đó bà, làm sao con là cái gì? Flow là dòng chảy con. Dòng chảy gì con hát có miếng nước là đâu mà dòng chảy. À nãy có chữ suối hả? Suối. Bé té xuống suối vậy không? Con nghĩ vậy cũng được. Biết rồi. Đó là những cái lô mà kiểu dịch ra nôm na tiếng Việt nha. Tôi dịch mà từ sát nghĩa trong chuyên môn luôn á là ký sinh trùng. Ký xuống âm má ơi. Ký sinh trùng là bà đó mẹ. Ôi, dùng gì quá. Ê, trời, thật sự là nghe con rap xong cái tự nhiên cô nói thiệt. Cô bị lên á. Hát bài. Cô bị lên hứng. Hứng lên á. Không ngoại là đó. Cô muốn kiểu theo con. Cô hát một bài thôi. Kim Moji hát cho Musa Thu nghe coi. Đừng nói với bà rồi, nhạc rap dễ lắm. Đâu? Thế chỉ cần có những cái phần thôi. Mình tập trung mình gieo phần là được. Phải không? Giống như mình gieo nghiệp vậy đó. Thì cuối đời mình bị quả báo. Còn rap là mình sẽ gieo phần thì cuối bài là hết. Đó, là như vậy hiểu không? Bây giờ tôi gieo cho bà coi nha. Chicky down. Ôi dạ. Chicky down. Cái gì chắc là đau hoài vậy má? Hả cái gì? Miền đất nước hả? Chắc là đau. À vậy hả? Là bỏ ha, bỏ nha. Ừ. Chicky down. Hey. Yeah. Hôm nay con đẹp trai quá. Oh yeah. Yeah yeah. Con muốn hôn vào má. Oh, chắc tôi đập vô mặt bà quá. Thôi con mẹ đi. Cái gì vậy? Hát rồi tính hôn người ta làm sao? Không có biết cái gì. Đây là rap thả thính. Thôi. Tùy lứa tuổi chứ, hát lại đi. Hát lại. Cho cơ hội. Yeah. Hát đi. Hả? Không. Ê, không có được cãi người trong giới nha. Người trong giới là người ta có những cái này nè. Cái gì? Ok, rồi. Thôi, hát đi. Yeah. Ủa gì? Trăng hôm nay cao tích. Cô hùng con chúng ta. Ôi. Đi về. Bây giờ bà về không?
Không thì tôi kêu công an bắt bà bây giờ. Không, mình gieo phần. Công an phường tới kìa. Ý là trăng nó ta cao tiếp. Tôi gọi á. Thôi giờ cô Chi ngồi chơi với cô Thu con nha. Giờ con phải đi gì coi. Con phải đi hả? Dạ, con phải không đi. Cô muốn chơi với bà. Cô vô giới với con. Không. Dạ thôi. Con bài cô Chi. Chào con. Cô Chi. Cháu tôi không có gì mà bà phải đi theo. Không, tôi vô giới luôn. Tôi đã ở lòng đất quá lâu rồi Thu à. Đã đến lúc con Kimochi này bước vô giới. Lăng. Cái con Chi điên. Lăng ơi chuẩn. Em bắt tay anh cái luôn nha. Yeah, rồi, em bắt tay anh giới. Trời ơi, em mệt mỏi lắm luôn. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Ủa, ai vậy? Cái đó là ai vậy? Cái này là fan hâm mộ đó cô. Fan người hâm mộ của dạ, mình. Dạ đúng rồi. Ừ, thôi con về nha. Dạ, con đi. Ê, nha. Hôm con... nào rảnh hát chung với cô một bài nha. Dạ không. Thích thì cô mà không thích thì cô. Dạ. Cô. Thích thì cô mà không. Chị. Cô làm gì vậy cô Chi? Cô Chi ơi. Cô. Xin chào tụi con. Trời đất ơi. Chắc tụi con sẽ không nhận ra cô Chi. Cô Chi đổi gì trên đầu vậy? Kiều underground. Cô Chi nói gì không nghe được luôn á. Cô Chi nói bình thường đi. Tôi chán thiệt á. Đó vậy đi, khỏe khỏe không? Đúng rồi. Không phải. Biết sao không? Tại vì bây giờ cô Chi thay đổi rồi. Cô Chi chính thức bước vào con đường underground. Tôi con mình mà nói chuyện bình thường được không cô? Tôi cần thấy cô Chi giống một nghệ sĩ hip hop không? Không có hip hop nào mà người ta mặc áo hoa vậy đâu cô. Hip hop nội chơi bà ba. Ôi ghê quá à. Mệt quá đi thôi á. Quê mùa quá. Đang thể hiện luôn á mà bây giờ tức quá phải nói á. Cái này á là cô Chi đi theo một cách hip hop, cô Chi có rượn ra đường, cô Chi đi một vòng rồi từ đầu làng cuối xóm á. Mấy đứa nít mà nó am hiểu về hip hop á là tụi nó nói cô kiểu ra chó. Cái gì? Ra chó gì vậy cô? Phong cách ra chó. Phong cách ra chó là cái gì? Ra chó đó. Cái trên mặt đó hả cô? Từ tiếng Anh con ơi, ra chó. Hip hop gì mà ra chó là từ gì tiếng Anh mà có ra chó. Ai biết nó nói vậy đó, nói kiểu nhìn cô kiểu ra chó lắm. À, ra chó ý là người ta nói là cô ra trô đó mà. Ôi kêu ra chó chán thiệt luôn á. Ra chó. Thì đó. Phong cách retro. Nào, cô Chi kêu underground retro. Thôi cô, cô đừng có nói vậy ghê lắm luôn. Cô Chi cô dừng lại ơi, đi. Cô ơi. Này giờ cô Chi nói chuyện theo phong cách của rapper. Nói chuyện ngắn, không nói dinh liên giống người bình thường. Cô bậy rồi, rap hip hop là người ta phải vậy đâu cô. Đúng rap rồi. Hip hop là phải có vận, có flow. Gì flow vậy? Flow. Đừng nói vậy. Dân hip hop thuần chủng đây nè. Hip hop thuần chủng. Phải nghe cô. Có lô. Cái gì? Lô đầu lô cuối. Nếu mà mình bao lô luôn á thì là mình thuộc luôn cả bài, hiểu không? Lô như là những cái đoạn ở trong bài hát á, hiểu không? Lô to á hả cô? Lô á, lô bao nguyên lô nè. Lô đất nọ. Không hiểu. Xin lỗi nha. Xin phép không nói chuyện nha. Tôi không có thật sự hiểu không? Tôi không có thật sự hiểu về nghệ thuật không? À, không hiểu gì, con thấy là cô đang cô, bình cô thường. Cô sao mà? Tụi con lúc nào tụi con cũng nói là kiểu tụi con đại diện cho văn hóa hip hop. Mà tụi con không hề có một chút thần thái khí chất. Cô mời con đứng lên. Chị cô. Tuấn con đứng lên đi. Đứng chị cô. Ngày hôm nay cô xin thông báo, cô Kimochi sẽ chính thức đem văn hóa hip hop về tới cái xóm của mình. Trời đất ơi. Không có một chút khí chất nào hết. Cái tay đâu đứng thẳng cái lưng lên, thần thái vô đây, lúc nào con cũng phải để này nè. Hả? Cái này cái ủa cái này là cái ứng gì á, cái này ấn là giam vô lại luôn nè. Gì ấn chú phong ấn rồi, không phải đâu cô. Nông cạn sẽ có rất là nhiều những cái cách để tay khác nhau, thì bây giờ cái đó con không quen đúng không? Nè là giống cô. Ủa, cái này là thủy thủ mặt trăng. Đúng rồi, cái này thủy thủ mặt trăng. Chị có thể là thủy thủ mặt trăng là đại diện cho hip hop của bên anime. Không có, cái gì cơ cô. Không? Không. Rồi, đây.
Trời, mù mắt luôn á cô. Cái này là người nhờ anh bắn tơ rồi cô ơi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Không phải mình hát lên à? Mình không ai hát mà vậy đó cô ơi, kỳ lắm. Đây là những cái động tác cơ bản mà tụi con cái nào cũng từ chối hết, là tụi con phải xem lại á. Sai rồi cô ơi, thực ra hip hop là người ta chỉ để đơn giản mấy cái gì thôi nè. Đó. Đơn giản bình thường thôi. Mình feel, sao đấy. Nè, cô coi như tụi con đúng đi. Nhưng cách nói chuyện của các con không đúng. Nói đừng có nhìn chim, nói ngắt ngắt ra. Rồi sao tự nhiên nó ngang 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 cô? Hip hop never die. Tôi. Wow. Tại vì con cũng biết là xú bới, là kiều đại diện cho hip hop nữ. Nhưng thế hệ trẻ con cố ký môi chi là hip hop thế hệ chúng niên. Trời. Cô là sugar. Cái gì sugar? Trời, là đường. Rồi, sugar là đường cô, ngọt lắm. Ừ, không ai lấy sugar hết. Không phải, girl là con gái. Trời ơi. Kia là boy, sugar. Không vui luôn cô, không vui tí nào luôn á. Trời yêu cô ơi. Giờ cô quyết định nè, giờ hai đứa là bây giờ là fan hâm mộ của cô đi. Cô quyết định gì ngang ngược vậy? Không, cô cho phép, cái này cô cho phép. Cái này cô cho phép. Bây giờ đóng tiền, quỹ đi. Tiền gì nữa? Ủa vậy cô? Ủa tự nhiên đóng tiền nữa. Ủa gì tiền bắt người ta hâm mộ ngang ngược rồi đóng tiền vô lý nữa. Cô đừng có ép tụi con nha. Đóng tiền để còn mua áo FC. Trời áo FC luôn, ai chỉ áo FC không biết. Rồi chuẩn bị sinh nhật của Kimochi rồi phải tặng quà nữa. Ôi. Phải học, phải làm lớn lên. Rồi bây giờ vậy nè, cô rượn ra ngoài xóm đúng không? Là tụi con có giả bộ chạy theo. Sugar ơi, chứ sao chịu ký đi kiểu hiểu không? Được không? Ôi, kỳ quá. Ý là chị của chị á. Bây giờ tưởng tượng nha, là bây giờ cô chị đang viết trên sân khấu, cô chị diễn nha. Ê vô, ngày gặp lại tất cả các bạn. Cô làm gì? Cô đang xuống sân khấu nè, chạy lên xin chụp. Sẽ chụp hình với là sẽ chụp ký của đi nhanh lên. Không, mà con không xin đâu. Kỳ lắm rồi. Ủa, cô chị thôi đi, cô chị. Cô chị vô rửa chén giùm con cái đi. Không làm. Giờ làm rapper chuyên nghiệp rồi. Bây giờ con muốn cô chi rửa chén giúp đỡ con đúng không? Xin chữ ký cô đi. Không xin. Không, rửa chén luôn. Thôi cô. Không. Thôi xin chữ ký, Giờ giả bộ cô Lan, cô từ sân khấu cô đi xuống lại nha. Cô chi cho em xin chữ ký đi. Xin lỗi. Ai giờ không cho. Người rất tươi. Chị, mấy ngày mình đi hành hương á, cho em gửi nhỏ bé con của em nó ở đây nha. Rồi, ở đây á có chị giúp việc, cưng con nít lắm. Trời ơi, ai mà mến tao mến chân, quý con nít là em yên tâm cực kỳ. Mình đi như vậy mình mới an tâm mình đi đúng không chị? Đúng rồi em, để chị kêu chị đó vô. Chị Chi, chị ơi. Dạ bà chủ kêu à. Chị ngồi tiếp khách giùm tôi nha, tôi mới uống thuốc an thần nên lên phòng ngủ cái. Trời, sao chưa kịp thấy bà chủ mà chủ đi mất tiêu rồi. Dạ em chào chị. Chào em. Chị ơi, nãy chị có thấy bà chủ ngồi đây không? Ủa em đứng đây không thấy hả? Không, em thấy lòe nhòe, em thấy kiểu chập chờn á. Vậy hả? Dạ. Còn chị không thấy. Ồ sao vậy chị? Chị cần á. Chị cứ trêu em. Không, chị nói thiệt. Đây là con chị. Con này là con gái. Con gái chị hả? Trời ơi. Em còn thương con á. Chị ơi, này là bé chơi với chó đốm nhiều hả chị? Không, ở nhà nó chơi nó phúng mực á. Nó nhà nó phúng hoài, nó văng vậy đó. À dạ, phải mày trái gà mà. Ủa chị có thật sự là mẹ bé không? Chị mẹ nó đó. Mà sao chị không hề biết bé bị giấy rạ hả? Nhiều khi nó mới bị hồi tối hôm qua chị không hay. Sáng là chị tưởng phúng mực. Ủa mà chị ơi, này là bé xăm mình hả chị? Không, cái này là nó ăn singer, mấy cái singer mà nhỏ. Nó lấy cái hình nó dán cái hình to vậy đó. Hóa ra là như vậy. Con bé thật là hiếu động. Nó vậy á. Ủa mà bé đây là nhiêu tuổi chị hả? 7-8 mà nó lại là đến 15-20. Ủa mà là gì dữ vậy chị? Ủa lúc chị đẻ là chị đi dốc hả? Không phải, cũng như là lúc mà chị đẻ chị đau quá chị quên. Là chị nhớ chính xác là nó dưới 20 tuổi. Nói chung là bé còn non và xanh lắm. Rất là đáng yêu nha. Bé tên gì chị? Con nó tên cho cô nghe. Dạ, tên là Thỏ. Thỏ hả chị? Thỏ, bé Thỏ. Bé Thỏ thật là sổ sữa. Trời, cái bé này thì cái thầy của bé đó. Không, cái thân em.
con gái mình gọi là cái thân. Con chị đâu có cha có mẹ chứ không phải có người già như ngoài đường mà không đầu đường xó chợ không người già mới là cái thay. Dạ thì ý là cái thân của bé nhìn cứ như con trâu nước vậy đó. Giống y chang con gái mẹ của con vậy đó. Nhìn em như con trăn Nam Phi vậy đó. Em tràn cái bàn mà hai mẹ con chị sợ em tấn công ghê á. Em mở cái miệng ra chị mẹ con chị sợ mất tiêu luôn á. Em nuốt mẹ con chị đó. Bé Thỏ, nãy giờ mà cô Chi có nói cái gì không phải á mà làm cho con buồn lòng thì con bỏ qua cho cô Chi nha. Con chị bỏ qua nhưng mà chị không bỏ qua. Cái lời đó đi thẳng cái tim chị nè. Thẳng vô ra ngoài sau luôn, qua cái ghế luôn, đi thẳng vô tường luôn. Còn đau. Cái tánh chuyện vậy đó. Vậy là chị là cái tiếp người để bụng á hả? Ê bậy nha. Em đang chửi chị đó hả? Không, chị là người để bụng á. Không, chị là người nhớ dai. Nhớ dai là mình nhớ những điều tích cực. Còn nãy giờ là chị đang nhắm vào em thêm những điều tiêu cực. Và chị đang để bụng. Không để bụng mà nói những con người mà keo kiệt, bụng xịn, ích kỷ, như là khó chịu đó. Tâm địa xấu xăm là để bụng. Còn chị là chị nhớ những điều chị nói là làm nó nhớ dai. Không không, nhưng mà nãy chị nói ra chị không để bụng hả? Chị không để bụng. Mà ông bà mình có câu sao à? Sống để bụng, chết mang theo. Ủa vậy khi chết chị mang theo cái gì? Chị chết chị mang theo em á. Trời. Được chưa? Chứ chị em ngộ quá hả? Chị này. Chị nói vậy thôi chứ con người chị vô tư lắm. Dạ, nói chung là ngày hôm nay gặp hai mẹ con chị em rất là vui luôn á. Biết sao không? Tại vì cái tính của em á thì ăn hàm nói hồ vậy thôi chứ em vô tư lắm. Không, cái đó không phải vô tư, cái đó là vô duyên. Vô duyên hả chị? Vô duyên. Dạ. Chuyện của gia đình người ta mà nói vô là vô duyên. Không phải, tại vì em cũng ít có cơ hội được tiếp xúc và giao lưu với lại kiểu văn hóa. Không phải, kiểu người đời á. Bởi vậy á, khi mà em gặp hai mẹ con chị tới đây cho thật sự em tiếp xúc bằng da, bằng thịt như vậy em vui lắm. Nên là em nhìn á, em chỉ muốn xen vô chuyện gia đình của chị thôi. Cái đó là vô duyên thiệt đó em. Dạ, thôi, chị cứ vậy hoài à. Thôi bây giờ em xin phép giới thiệu mình tí xíu nha. Giới thiệu đi. Dạ, em tên Chi. Trời ơi, Chi. Cái tên của em là cái gì Chi rõ và họ và tên đi. Chứ mà Chi á, nó chung chung lắm. Tại vì chị chơi với bạn xã hội cũng nhiều. Chị là đối tượng xã hội mà. Cho nên là chị có nhiều bạn tên Chi lắm. Ủa bé em bị gì vậy? Dạ. Ma chó nhập em hả? Không có. Em bị ngại. Em ngại á. Em làm gì em ngại? Cái tên của em mà làm gì ngại? Không, tại vì thật ra Chi á là cái họ của em. Chứ tên em là gì? Tên của em là Chi Chi Chanh Chanh. Trái chanh thổi lửa. Con ngựa chết. Thôi. Chị vậy... không chơi, chị không chơi. Em vừa biết chơi cái trò này là chị vô đại học rồi đó. Chị lớn hơn em dữ vậy sao? Đâu lại lại con giáp hai con giáp gì đó. Trời, mà sao nhìn chị trẻ trung quá trời luôn á. Chị năng lượng lắm. Ủa mà chị đây là làm nghề gì? À thì nhìn chị. Thôi đừng có nói. Em biết luôn á. À ý của em. Chị là bên nam chuyên thu mua cá cảnh đúng không? Giống con cá răng đao ở trong Masubilami á chị. Thôi, con đó bự lắm. Con đó chị sợ. Chị hơi chị là cá bảy màu. Còn bé này là kiểu cá Nemo. Cũng được. Nemo đi tìm mẹ. Không không, cái em bị hoạt hình quá. Thôi vậy chị không chịu con cá Nemo đúng không? Ừ. Cá nóc đi. Cá nóc. Con cá nóc đó độc lắm nha em. Chị sao chị nuôi nó? Bởi chị sợ, chị không dám nhận làm con ruột luôn. Chị tính kêu nó là con nuôi chị đó. Mẹ, con nói con vậy kìa. Giận sao? Mẹ bên không được. Nhưng mà em hỏi nè. Nói. Chị với bé đây rồi, ảnh đâu à? Ảnh đi xa rồi. Ảnh đi rồi. Sao ảnh đi mà em vui dữ vậy? Không, tại vì em thấy ảnh đi mà. Để chị với bé lại, sao chị không đi chung với ảnh á? Em biết. Chắc là trước khi ảnh đi là có chụp hình rồi đúng không? Em điên khùng quá. Ảnh đi chụp hình mình ảnh thôi, chụp hình chị chung chi? Không, phải chụp chung để mà sau này ảnh đi á chị ở nhà chị nhớ. Chị chụp hình là chị đi theo ảnh luôn á. Đi đâu à? Đi chết. Một đứa chết thôi, một đứa có hình thôi. Tự nhiên là quả hình hai đứa làm chi? Hai đứa cùng đi, nhỏ đi đi đâu? Ôi, mồ côi. Đó. Mà mồ côi chị khổ lắm, ai ơi. Chị chưa tính tới cái cảnh đó luôn. Không, chị còn sống nha, chị chưa tính tới cảnh đó luôn. Vậy là bây giờ bé có ba không chị? Có ba chứ. Ủa, single mom mà. Không, ai nói em? Cha bé chết. Nhưng mà nó vẫn có cha. Ủa, vậy cha nó là ai? Cha nó là người cha thứ hai. Trong lúc chị quen ảnh, chị xây cua thêm một người nữa. Để lỡ người này chết, người kia cho chị đứa con. Mình phải chủ động, em hiểu không? Phụ nữ là phải chủ động trong mối quan hệ hôn nhân. Trời ơi, một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm. Ủa, ngày hôm nay chị gửi bé sang cho em chăm là chắc là gia đình chị đang gặp biến cố đúng không? Qua cái miệng của em á, là gia đình chị làm than liền. Gia đình rất là ổn nha em nha. Chị chỉ là bận việc một số việc cá nhân thôi. Chị gửi con chị đâu đó 2-3 ngày lại lại 1 tháng. Không, cái này lại quá. Cái này là chị đi dốc hay sao lại dữ vậy chị? Chị đi chùa. Ồ. Những người lớn tuổi đi chùa rất là lâu. Nhớ mẹ dặn. Nếu mẹ đi chùa về thì mẹ rước. Nếu mẹ không rước thì qua gặp cô, xưng cô là mẹ luôn. Ủa sao vậy chị? Coi như chị đi xa đi. Cú này chị về không được. Trời. Trời ơi, chị nói cái gì mà em sợ. Bộ chị có cái cảm giác, chị có cái linh cảm gì hả chị?
chị thấy lành ít dữ nhiều. Ôi cái tâm của chị có căn rồi. Ôi vậy là căn bậc 2 hay là bậc 3? Chị không học toán, đừng nói toán với chị nha. Em hiểu, coi như là nãy giờ em trêu chị đi. Em trêu chị hoài. Ủa nhưng mà đợt này chị đi hành hương sao chị không dẫn bé theo? Nó còn nhỏ, nó chưa biết nhân quả gì đâu em. Ô oh. Chừng vài năm nữa nó có tử vi, nó biết tâm ta để gì à. Trời ơi. Thôi vậy con cứ. Ủa sao vậy chị? Chị ơi sao vậy chị? Tối qua anh chị nằm mơ thấy mẹ âm về kêu chị. Ôi báo mộng hả chị? Không, không có mộng, mà chị thấy rõ như ban ngày vậy đó. Nhưng mà lúc đó chị ngủ. Nên đừng có nói là chị mộng ở đây, thật. Ủa nhưng mà khoan, nhưng mà mẹ kêu chị nào chị đi? Cứ đi liền càng sớm càng tốt. Ủa sao nãy giờ chị chưa đi ạ? Em nhắc chị mới nhớ, chị đi liền. Ủa chị ơi, mình đi liền. Thôi đừng nói. Chị đi bảo trọng nha chị. Ủa chị Chi, chị nấu cơm kiểu gì như cá heo vậy? Thôi càng ăn càng ói, bực mình quá mà luôn á. Nói gì vậy? Bỏ ra. Bỏ ra. Ngày nào bé Chi này cũng nấu cho bà chủ ăn đàng hoàng. Không có ngày nào mà nấu khét rồi. Nấu không chín rồi bây giờ cám heo nghe khó chịu lắm, nghe bị xúc phạm nghề nghiệp á. Nghĩ sao vậy trời? Ngày nào cũng nấu đàng hoàng chứ đâu phải là... Còn đứng thẳng lên cho cô chị. Nghiêm, cô không chấp nhận bao nhiêu cái ổ điện trong nhà, tại sao con không cắm mà con rút cái dây nồi cơm điện của cô Chi ra? Bây giờ cô Chi bị khiển trách. Con xin lỗi con không biết này cái dây nồi cơm điện. Cái nồi cơm điện thì cái dây nó kế bên cái nồi là nó mới là dây nồi cơm điện. Cô tức quá đi thiệt á. Bây giờ con rút ra, con cắm được cơm điện cho cô nha. Giờ bây giờ con coi điện thoại giùm cô Chi đi. Dạ, 4 giờ chiều. 4 giờ chiều hả? Cái nồi này là cô Chi bắt hồi lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng hả cô? Trời ơi, con cảm ơn cô Chi nha. Con sạc pin được 10 tiếng đồng hồ rồi đó, trời ơi. Chai pin, cảm ơn cô. Con bị chai pin. Dạ, con bị chai pin. Cái tát này á là cái tát cảnh cáo con á. Mở cái nồi cơm điện ra đi. Đây là cái gì? Đây là cám. Một ngày trời rồi mà cám thì cho ai ăn? Cho cái thấy heo mày ăn đó. Mày đi theo tao đi. Nè. Ăn cơm nè. Tại sao không có cảm giác thèm thuồng? Tại cô chưa có đói. Biết mấy giờ chưa? 2 giờ chiều rồi. Con đã ăn trễ 2 tiếng rồi. Giờ mà không ăn. Thèm nữa cho cô. Thèm, cảm giác thèm thuồng lên. Kích thích cô đi. Để cô đút cho ăn nè. Không. Sao không ăn? Nói cô nghe. Sao không ăn? Cô không có đói thiệt mà. Con rất ốm yếu rồi. Cô nhìn cô sót luôn á thiệt á. Nếu mà lạng quạng vài ngày nữa mà con không ăn là con suy dinh dưỡng luôn á. Xót lắm rồi, ăn đi. Mẹ con đã tốn công tới đây đem cho cô Chi chăm sóc con. Thả miệng ra. Thỏ này nhiều cơm quá cho ít nha. Rồi 4 hộp thôi, ăn 4 hộp thôi. Nhai vô. Nhai vô, nhai. Hoạt động cái cơ hàm nhai của mình nhai lên. Nhai. Không có giấu dưới lưỡi. Không giấu trên nút răng luôn. Thôi nuốt đi, lâu quá rồi nuốt đi. Vào mũi thứ 2 nè. 6 hộp nha.
Hả Miên Đa, con phải tự động đi, đừng để cô nhắc nữa. Hả Miên Đa? Đánh quá nhiều rồi, đánh mòn vô dân tay rồi mà vẫn không biết nghe lời. Ăn không có được chạm vô muỗng, không có kêu cái cớp 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 cớp, cô rất khó chịu nha. Nè ăn thịt vô. Rồi đủ rồi, ăn gì đủ rồi. Này cô ăn. Nhai nhanh lên. Nhanh đi. Nè. Cô không ăn đâu. Ăn rau củ cho đẹp da. Nhanh lên, hả đi ra. Làm gì méo? Trái cây. Ăn trái cây, làm sao mà méo? Bao nhiêu gia đình người ta không có tiền, người ta mua trái cây cho con, họ ăn kìa. Con nhai vô. Nhai! Mẹ có gọi, mẹ có gọi. Mẹ ơi, cứu con nha mẹ ơi. Hai chị. Con cầm cao lên giùm cô, cái khúc này thấy nọng. Cô muốn đẹp trong mắt mẹ con, em chào chị. Chị chào em. Ủa em, con chị đâu? Dạ đây. Mẹ ơi. Con. Dạ. Em ơi, cho cái khoảnh khắc mà chị nhìn con chị nó kéo dài thêm một miếng nữa được không? Không, vậy đủ rồi chị. Mình phải xa con, mình không được thấy mặt con quá nhiều, để mình tránh gây cái sự nhàm chán. Mình phải biết trân trọng con mình hơn. Không, cái đó em nghĩ thôi nha, chứ thật ra lúc nào chị cũng trân trọng con chị hết trơn đó. Cái đó mình nghĩ nha. Em ơi, cho chị nhìn lại một cái nữa đi. Chị miếng nữa thôi chị. Mẹ. Đó. Chị chưa lấy hơi lên chị mừng với con chị luôn á. Không, vậy đáng yêu rồi. Bé nó vui lắm. Bé dạo này trời ơi, đáng yêu kinh khủng mà biết nghe lời. Không, em mến chị không? Em mến chị không? Em mến chị. Chị bớt mến em nhiều luôn á. Cho chị cái khoảnh khắc chị nhìn con chị nó nhiều hơn một chút xíu nữa được không? Mẹ ơi con. Ủa em ơi, ở con chị, em đang làm con gì con chị ạ? Dạ, bé đang ăn là chị. Trời ơi, em chuẩn bị chu đáo lắm. Em ơi, cho ăn một chén thôi, ăn tô nhiều quá mập đó. Chị có biết là em dẫn bé đi khám sức khỏe và bé đang trong tình trạng có thể là bị suy dinh dưỡng cấp tốc không? Trời ơi, chị nuôi con người ta chỉ có quở béo phì thôi, xưa giờ chưa ai quở con chị là suy dinh dưỡng đó nha. Mà nó nghe nè, này em góp ý thiệt, không biết bé làm sao cái cơ miệng nó bị nhỏ chị. Nè, mỗi lần ăn phải bóp miệng nó ra vậy nè. Trời, cái muỗng nhỏ xíu vậy mà nhét không vừa. Em, nó nghe, chị với ba nó thay mặt nó xin lỗi em. Ủa sao vậy chị? Tại cái cấu hình miệng từ hồi xưa đến giờ chị đẻ ra là nó nhỏ xíu chúm chí vậy. Cái muỗng mà em múc là phải cái muỗng cà phê. Em giọng cái muỗng với cái muỗng múc canh vậy. Em giọng đi banh cái cuốn họng con chị rồi. Dạ thôi, nói chung là dù gì bé cũng ăn ngon miệng lắm rồi chị. Ngon hả? Nó nghe nè. Dạ. Em cho con chị ăn cái gì vậy? Dạ em sẽ cho bé ăn cơm với lại thịt thịt ba rọi kho tiêu nè chị. Trời ơi. Dạ. Đầy đủ, em chu đáo quá. Nó nghe nè, ăn cái gì nữa không? Có rau cả gì không? Có rau luôn chị. Bên mình thì có dưa leo. Tốt đó, chị. Mát đó, mát đó. Có trái cây luôn. Chù đáo quá trời luôn nha. Dạ. Cái gì, trái gì? Dạ trái ớt. Chị sao vậy? Chị sót đó. Bé ăn sao chị sót á? Chị sót giùm con chị. Chị thấy nhân quả nó tới rồi đó em. Chị cứ trêu em. Thở đời nay không có ai mà cái trái ớt mà em xếp vô hàng ngũ của trái cây được hết trơn á. Không, đối với em, cái trái này chị ăn cái cảm giác của nó như thế nào sau khi nhai? Thế cay á? Thì đó là trái cay. Trái cay á là trái cay á, hiểu không? Em ơi, cho chị trả thai con chị được không? Kiếp trước chị nợ em như chị trả lần một luôn. Chứ đưa con chị qua trả thai chị, con chị nó trả không nổi em ơi. Nhưng em thấy chị sót nhiều vậy, chị có động thái muốn qua rước bé về không ạ? Nói nghe nè, chị mới gửi con của chị có 2-3 buổi à. Để chơi tận tháng đây chị rước về. Em làm gì em vội dữ vậy? Chị rất là sót con chị, nhưng mà lý trí chị bách bảo là khi nào chị tu xong cái khóa tu này chị về chị rước con chị. Ồ. Chứ chị không sợ con chị trách chị hả? Chị nghĩ là nếu mà chị bỏ con chị một buổi á thì chị xin lỗi, nó có thể bỏ qua. Nhưng mà nếu mà chị bề trên kêu đi mà chị không đi á, bề trên quở chị. Em biết mà, làm ăn mà bề trên quở á, ngóc đầu không có nổi em ơi. Không, chị nghĩ vậy đúng á, chị nghĩ cho thời cuộc đúng không? Đúng rồi, hiểu chị không? Hiểu chị dạ, không? Dạ, 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 dạ. Mình lớn mình hiểu không? Tiếng lòng của chị thì thương con chị, nhưng mà lý trí chị bách bảo rằng là làm ăn là quan trọng hơn, làm có nhiều tiền mới lo được cho con. Rước thì rước, nhưng mà bữa nào chị rảnh thì chị rước, chứ phải nói bước vào nhà em rước liền được, hiểu không? Em hiểu, nhưng mà nãy giờ em thấy chị nói hơi nhanh đó, chị đang bận đúng không? Chị đang bận rộn. Bye chị. Đủ rồi, quá đủ rồi. Bây giờ con ăn tiếp giùm cô nè. Tại sao nói chuyện với mẹ mà khóc lóc hả? Cú làm sao? Cú làm sao? Cô thương con như vậy mà. Hả? Cô thương con như vậy. Bán mà. Cô Chi ơi, có điện thoại nè. Vậy
điện thoại nè. Trời ơi, đáng lu bu lắm, con nghe đại giùm cô đi. Ủa nhưng mà trả lời sao vậy cô? Bây giờ con trả lời có đi, ai hỏi gì cứ nói có là được. Alo. Ê bà nội, bà đặt thùng mì gói có lấy không? Có. 6 hộp cá mòi có lấy không? Có. À lấy luôn hả? Ê ê, nó nghe nè. Cái mì giấy á, cái mì giấy bà lấy là mì giấy mì kiến, nó đang có khuyến mãi, mua một thùng tặng hai gói bà lấy không? Có. Lấy luôn hả? Hay dữ vậy trời, để coi nhà có. Lấy tương ớt không má? Có. Lấy bánh snack không? Có. Là lấy nước mắm luôn không? Có. Lấy đậu phộng không? Có. Có. Trời quá mệt luôn, quá mệt. Ủa chi? Xin lỗi nha, từ từ cho ngồi thở đi. Không, hồi sáng giờ đầu tắt mặt tối quá mệt rồi. Mệt hả, uống miếng nước nè, uống miếng nước nè chi. Trời. Phỏng hả? Phỏng rồi. Thôi xin lỗi bạn nha, xin lỗi bạn yêu của mình. Đây, hồi đem về nha. Bà làm gì vậy? Đồ bà đặt. Đặt hồi nào má? Bà đặt chứ ai, giỡn hoài. Uống nước sôi đi má. Không có đạt. Thôi đừng có giỡn, trời tôi soạn kỹ lắm á, tôi gói ghém lại cẩn thận, tôi sợ nó bể. Không, tôi nói thiệt là tôi không có tiền, tôi giúp việc. Thôi đừng giỡn, chi giỡn quá. Rồi cái này tôi không đủ hàng á, tôi phải đi lấy thêm á, nợ người ta 3-4 triệu đó, giờ bà trả tiền cho tôi đi rồi tôi lấy hàng thêm. Nhưng mà tôi đặt bà hồi nào mà tôi lấy, bà có điên không? Thôi đừng giỡn hồi cọc. Bây giờ tự nhiên cái nãy tôi gọi điện qua, tôi còn gọi qua tôi hỏi là lấy không, bà là có. Khoan, là nãy bà chủ đích bà gọi qua. Đúng vậy. Sao mà nghe có rất dồn dập. Đúng. Tôi biết ai rồi má. Bắt đầu tôi chuyển qua chế độ cọc á, đừng nói nữa. Nhưng mà ai? Không, tôi đang cọc. Bà để tôi cọc xong đi. Bà không nói tôi cọc đó. Chắc chắn luôn là con thỏ, con bé thỏ. Khi mà có điện thoại là tôi đang bận, tôi rửa rau, cái tôi mới nói là thôi cứ bắt máy giùm cô đi. Chi bao nhiêu tuổi rồi, đừng có đổ thừa một đứa con nít. Tôi nghĩ nó là một đứa đã trưởng thành và tôi tin nó, tôi dặn nó là à thôi ai gọi nó có cho lịch sự dễ thương. Tôi không ngờ là chịu bà gọi qua bà chiêu mộ tôi mua hàng. Tôi hỏi bà mua không, đang tiếng mãi. Vậy là cái con này nó cố tình nó nói ra những cái điều sai quấy đó, làm ảnh hưởng đến thanh danh tôi và nó đang tạo hiềm khích giữa tôi với bà đó. Tôi nghĩ chứ cái tội này á phải làm một cái điều gì đó để mà mình cảm thấy hả dạ. Trừng trị nó phải không? Trừng trị. À rồi, thôi đừng nói nữa. Nhấn nước nó cho tới chết. Chi? Làm như vậy ác lắm. Ồ vậy hả? Nếu như sự thật nó hại tôi soạn đồ thiếu nợ người ta 3-4 triệu như vậy thì mình dắt nó khô rồi mình treo ngược nó lên dưới ánh mặt trời 12 giờ trưa. Phải. Nhất định là như vậy. Đi. Đi. Đập nó cho tôi, nó đâu? Đi vô đây. Chi, cô Thu. Hai cô tính làm gì nói vậy? Lớn tuổi rồi mà còn tính đi ăn hiếp với con nít là sao? Đi vào đây. Còn xuống đây đi em. Ai nói với con là cô đi ăn hiếp con nít? Tụi cô là đồng trang phải lứa. Trời. Cô Thu với cô Chi, con hỏi hai cô nè. Cô có biết nó là ai không? Mày á là cái đồ con nít quỷ con nít yêu. Đầu đường xó chợ. Rồi xong lạc chợ. Cù bơ cù bóp. Cất bơ cất bù. Thôi. Cất bơ cất bù là cái gì? Hả? Gì? Cái gì? Ủa chứ nãy bà dạy tôi mấy cái câu bốn chữ gì tôi quên rồi. Trời ơi là trời. Long bụng xum dày. Không, cái đó là Tết mình mới chúc nhau. Trời ơi tức quá. Thôi được rồi. Con nói hai cô nè, bây giờ nó chỉ là đứa con nít thôi. Hai cô là người lớn mắc gì hai cô so đo với nó. Cho dù con có là một đứa con nít như thế nào á thì cái thái độ lòi lõm đó con cũng không thể tồn tại được lâu đâu. Nắm tôi lại. Nắm lại. Không thôi là tôi sẽ rúng vô mặt nó. Tôi biết bà cầu nhưng mà rúng nó. Không. Cái này là bà làm tôi bị đau á. Đau. Không, bà phải nhẹ nhàng lại. Đúng không đó. Không. Thôi mà bây giờ bà phải làm sao cho nó nể hả chị? Nể cái gì? Bản thân mình khi mình xuất hiện thì nó phải nể mình thôi. Thật sự luôn á. Cô khó chịu con. Và cô đã đi kể hết lại với cô Thu bán tạp hóa rồi. Đúng rồi, bạn tao nó kể cho tao nghe hết về mày. Không có được, mình là cái con nhỏ mình phải nói chuyện lễ nghĩa hiểu không? Chứ cái lộn móng cho mày tao. Không, có lẽ mày tao nó còn nết. Rồi tao nói lại nè. Đúng rồi, cậu ấy đã kể cho tôi biết hết tất cả về cậu. Không. Ý là mình nói chuyện kiểu hung mãn mà kiểu... Rồi biết rồi. Này,
Cô ấy đã kể cho tôi hết tất cả về con và bé con à. Bà đừng có nói vậy, thấy ghê lắm thôi. Nó nghe nó không có nể luôn tao thiệt á. Nể gì, bây giờ mình phải dạy nó. Nhỏ không dạy, lớn thành Kimuchi. Ủa? Hả? Gì? Ủa? Gì? Không, cái đó nó không có được. Nó không được đặt lên một bàn cân để so sánh. Tôi là đại diện cho tuyết người phụ nữ Việt Nam trưởng thành. Thôi đừng có nói vậy. Ủa vậy? Chúng đánh bà. Ồ. Bà điên bà khùng. Một mình bà trong xóm này đủ khùng rồi. Không, không, thật sự là tôi đại diện mà. Không có ai cho bà đại diện hết đó mà. Bà là ai cần phẫn nộ á mẹ. Thôi 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 được rồi. Hai cô có biết nó là ai không? Cô biết gốc gác nó cỡ nào không? Nó mẹ gốc mít gốc bần. Ba nó thân với ba con lắm á cô Chi. Chắc tao sợ ba mày á. Ba mày đâu còn chưa thấy mặt không biết có trong phim này không? Trong tâm thức của cô Kimuchi vậy nè, ba của con á lúc nào cũng là ngủ, ngủ, ngủ và ngủ. Chưa một giây phút nào mà cô biết được là ba con có thể thức được và trò chuyện cũng như là giao lưu với lại xóm làng á. Nó là con gái chịu thực tỉnh đó. Trời, hai đứa tao ở trong ấp. Tao có ra tỉnh đâu có liên quan gì đến tỉnh đâu mà sợ hả con? Tao cả đời không đi ra tỉnh, tao không thèm biết. Không, không. Cái gì nói lại đi. Con gái chủ tịch tỉnh. Bà có thật sự hiểu cái tôi đang hiểu không? Tôi đang hiểu cái bà đang nghĩ luôn á. Nhưng mà bà sẽ thấy được cái tôi đang nghe đúng không? Tôi nghe được cái bà đang thấy đó. Dạ. Tôi tin là chúng ta sẽ làm những điều chúng ta nghĩ. Chào cô nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nết na không ai sánh bằng, con của chủ tịch tỉnh. Nhìn nó, nhìn mặt nó ngoan ngoãn rồi kìa bà. Không, cái mặt này là cái mặt đẻ ra là kiểu là tạo được một cái sự thiện cảm. Đúng rồi. Cho người đi đường á. À, nghe nghe bảo rằng con thích xem phim hoạt hình trên điện thoại hả? Tất nhiên rồi. Xem đi con. Có rất là nhiều trò chơi trong đó đó. Con thích thì con cứ chơi. Khi nào mà con cứ cần ăn uống gì con cứ qua bên. Cứ qua bên chỗ cô Thu nha. Bé con có muốn đặt hàng gì bên Musato, con cứ đặt hàng thoải mái, không cần thanh toán liền. 1-2 năm sau trả tiền cũng được luôn. Chậu nhổ bên tay dễ thương. Nói gì vậy? Có mặt kinh kiệu kìa, đáng yêu. Không không, nhưng mà bà nói gì vậy? Cái gì? Bà nói gì vậy? Cứ đặt hàng thoải mái bên tôi, 1-2 năm nữa trả tiền cũng sao. Vậy sao bà tính tiền tôi má? Bà lại. Tôi là Kimuchi, người bạn đồng hành cùng với bà, người bạn cùng trang lứa. Bà làm nghề gì? Tôi giúp việc. Còn nó? Nó con chủ tịch tỉnh. Rõ ràng. Có nghĩa là trong cuộc sống này là cái cách mình đối xử là dựa trên cái góc của... Đúng rồi, cái góc cái gác. Bà góc me, góc mít, đừng nói chuyện. À. Hả con? Cứ ăn gì muốn ăn gì cứ đặt đi rồi cô thu ship qua. Mấy cái chuyện mà cô có làm gì mà không phải với con á, con đừng có nói với mẹ con nha. Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi, con bình tĩnh. Để cô Chi nói chuyện với cô Thu. Mà ơi, không biết cái con này nè, con bé thỏ nè. Tôi không biết nó làm cái gì, nó đùa giỡn ra sao mà bây giờ năm ngón tay hoại tử. Mày làm gì nó hoại tử? Tôi không biết. Nó hoại tử mà nó bị mất đi cái xúc giác á. Là hoại tử hay là mất xúc giác? Chắc là cả hai, thật sự là tôi mới được hỏi thăm bà nè. Mà giữ sao? Con người ta sao mà để nó khóc quá trời kìa. Nó bị buốt, nó bị buốt. Thôi con bình tĩnh đi. Bà làm gì vậy? Không, cái đoạn này là bà phải quan tâm tôi. Không, tôi đang rất bàng hoàng luôn á. Bàng. Cái chuyện này là chuyện sớm muộn. Bà làm cho con người ta banh chành như vậy là chuyện sớm muộn. Quan tâm tôi đi. Quan tâm sao giờ má, chuyện bà làm mạnh ai nó gánh chứ. Không, giờ tôi hỏi trong trường hợp mà, thí dụ mà ba má nó thương tôi mà tôi ở tù á, mà công an tới mà hỏi bà là nhân chứng á, bà có khai tôi không vậy má? Khai, nhất định phải khai, bằng mọi giá phải khai, không hỏi tôi cũng tự khai, lát lên phường khai liền. Bà cứu tôi đợt này nè, bà kiểm tra đi nè, bà coi đi. Trời ơi mẹ ơi, năm ngón còn nguyên mà nói cái gì vậy? Nhưng mà nó đang có dấu hiệu gì hoại tử? Dấu hiệu nào bà bác sĩ gì bà biết? Cái tay nó như nãy chú Sim kìa. Xui mẹ. Không có một con thỏ nào mà có cái tay chứ. Cất xuống đi, quá nhục nhã rồi. Ê bây giờ bà giúp tôi băng bó cho nó. Không có biết. Tôi bán tập quá chứ phải y tá. Không giúp đúng không? Không. Tôi hỏi lần cuối. Không má. Tôi tự làm. Đi về con. Mẹ con đón
con chưa vậy cô? Làm gì đó gãi hoài vậy bà? Con ơi, con bị sao vậy? Bị gì? Con mới không tắm có 3-4 ngày con làm gì con gãi dữ vậy? Cô cho con đi tắm gặp mẹ đi. Cái con bé này, nó suy nghĩ bị nông cạn thật sự luôn á. Con ơi, con sống con phải biết thích nghi. Con thấy cô với cô Chi không? Musatu và Kimochi một tháng tắm một lần vẫn không sao cả. Trong trường hợp nếu như tôi với bà mà có ngứa thì sao? Thì gãi. Đơn giản thôi. Mất mát gì hết. Không có khoa học nào mà chứng minh là tắm là sẽ hết ngứa. Không có khoa học nào chứng minh tắm là không có ghẻ. Nè, con nói con nghe. Cô với cô Thu ở đây là chỉ muốn tốt cho con, mong con được sống lâu sống thọ. Tại vì ông bà mình có câu ở giờ sống lâu. Thiệt. Hiểu không? Hiểu không con? Ê mà sao tự nhiên nó nói mẹ nó tối cho tôi nôn nao quá giờ không biết. Ê cái đoạn này nè, mình gắn gì là chỉnh chu chưa? Trời, tôi nói thiệt với bà nghe Chi, tôi chưa bao giờ quen biết được với một cái người mà gọi là giúp việc mà có cái khả năng y tế giỏi như bà. Trời ơi, chăm sóc trẻ sơ sinh thật sự tuyệt không. Vời. Đoạn này tôi cắt nha. Đoạn này xin phép tôi cắt ngang đi. Bé này nó nói được rồi, sơ sinh là mình chưa có mở khẩu ra. Vị thành niên. Không, vị thành niên là bị lớn quá. Nhi đồng. Rùa vàng. Rùa vàng. Khăn hoàng đỏ. Đúng vậy, rùa vàng ơi. Thật sự tuyệt vời nghe rùa vàng. Mà mẹ con, hai mẹ con có gì đâu mà trông mong dữ vậy trời. Trời ơi, xa nhau có mấy ngày thôi đó. Đúng, mà là... Cô gãi cho con nè. Ôi trời. Trời. Mẹ hả mẹ? Trời ơi, chị mới gặp em đó. Trời ơi chị. Sao chị sang không? Sang. Chị mới đi nhảy đầm về hả? Chị mới đi đòn hả? Chị mới đi chùa về. Chị mặc cái áo kim sa này nó hơi chớp nha. Chị thích lấp lánh lắm à. Em chào chị. Mới đừng có cười nữa, bỏ qua giai đoạn cười đi. Không, chị khỏe không? Chị khỏe, chị ổn. Dạ. Sao rồi, sao rồi? Không, giờ trước khi hỏi sao rồi giới thiệu đi. Tại vì đây có thành viên mới. Không biết cái này hết. Dạ, giới thiệu với chị. Đây là Musatu. Dạ. Bán tập quá gì? Ồ, Musa. Bên Tây về. Không, tên Thu. Mua sắm. Mua sắm là Musa, Musatu. Thu mua sắm. Em là Kimochi. Ủa, hôm bữa cái tên khác mà. Không, Kimochi là tên âm, tên lao động. Bé đổi tên Tây liên tục luôn. Dạ. Muốn gì nè? Chị gặp con chị nha. Dạ chưa. Giờ mình giới thiệu ngược lại. Đúng rồi. Đây. Giới thiệu với bà Thu. Nhỏ này là mẹ nhỏ này. Hổn. Gì? Gì? Cái này nó là hổn đó. Chị đẻ ra được em luôn đó. Thôi chứ trời. Chị lớn hơn bà hai giáp đó. Hiểu mà. Vậy là hai đứa bay là mẹ con của nhau phải không? Ê, câu đó hổn hơn mấy má. Thôi chưa chung hổn chung ha. Ê, cái miệng rảnh ghê không? Rảnh không? Mở miệng ra con bé chiếc guốc coi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Mày tao vậy đây. Trời thôi tao thấy mệt quá đi. Gặp con là phải vui đi nè. Nhưng mà nó nghe nè, hôm bữa là em trêu chị phải không? Trêu gì chị? Hôm bữa về đi có 4 ngày à. Nói chị năm làm gì tưởng thiệt năm. Về gỡ cuốn lịch ra tính xé dục cuốn lịch cũ đó. Trời ơi, cái năm qua mình sẽ lịch dục cuốn lịch cũ. Ai ngờ ra có 4 ngày. Không, tại vì em muốn tạo cảm giác tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Không chị, giữ con nít 4 ngày nó giống như là 4 năm gì đó. Giữ đứa con nít như yêu tinh vậy. Đúng rồi đó má, thiệt. Trời đất ơi, con mà kêu yêu tinh. Sao giữ con ta mà nói kỳ cục vậy? Không, em nói là giọng thú quỷ mới đẻ ra nó. Không, có mình. Ê em, chị cắt nghe khúc này nha. Em càng nói nữa em lỡ lời đó. Dạ. Thu. Chủ tịch. Bây giờ mình đến cái đoàn thăm hỏi bé đi. Ê nó nghe nè. Hai mẹ con thì không vậy? Mẹ ruột qua đời đó. Sao nó không vui? Tự nhiên nó có cái tâm lý nó bắt cái tần số là nó không có vui bao giờ. Nó gặp mẹ nó sợ lắm. Hồ hởi với mẹ đi con. Bây giờ giữa mẹ với cô mày sợ ai hơn? Dạ cô. Khi gặp mẹ mừng lên. Khi gặp mẹ thấy mừng lên. Tự nhiên gặp cái tự nhiên cái bối rối. Ôm cái coi. Con chào mẹ đi. Trời ơi. Cái tại sao vậy? Con bị thương. Thì không, thì em có băng bó, em với bà Thu có băng bó kỹ. Băng kỹ lắm, không sao đâu, không bao giờ nhiễm trùng hết trơn á. Dạ. Không bao giờ đứt lìa ra đâu, có đứt lìa lại tụi em nối lại rồi. Nói thiệt nha, chị nhìn cái tay của con chị nó giống như là cái bò cuộn nấm linh chi vậy đó. Không. Nè em làm chứng, bà làm chứng với tôi nha. Cái này là chính tay tôi với bà đơm gạt vô, đơm bông vô. Đúng rồi, tụi tôi kết bông vô đó. Bông cò. Thôi, đừng nói nữa, không muốn nghe đâu. Tại sao chị gửi con chỉ có 4 ngày mà nó lìa hết 5 ngón băng tay băng bó vậy? Hả? Không thì nói chung á là... Đừng nói, em nói em đang ngụy biện. Nói đi. Em đừng nói luôn đi. Em nói là chị thấy em biện minh cho em không? Cái biểu cảm của em là biện minh không? Không, nghe em nói nè. Đừng nói luôn đi. Chị muốn một câu trả lời thích đáng cho chị. Là tại sao cái tay con chị băng 5 món như vậy? Là vậy thì nói nè. Chung là vậy nè, thì lúc đó là em thôi không thì cũng ngồi băng. Nói đi. Nhìn cái tay là không muốn nghe nữa đó. Ủa gì vậy? Ủa chị đừng có ngang ngược.
Bây giờ chị muốn người ta trả lời thì chị phải cho người ta nói chứ. Chị sao vậy? Chị có thật sự là đang muốn nghe câu trả lời trong lòng chị muốn nghe, nhưng mà cái miệng chị không muốn nghe. Cái mặt như thế, bởi người ta nói tâm sinh tướng là sai, cái câu nói đó là sai. Tâm sinh tướng gì, cái mặt như vậy nè, cặp mắt như vậy nè, cái mũi như vậy nè, mà có ngờ cái ác như vậy. Cái ác là cái gì chị? Cái ác là cái sao chị? Ý nữa là cái mặt như vậy, cái nhân tướng, cái diện mặt như vậy mà tại sao cái lòng dạ nó nhỏ hẹp như vậy? Đúng rồi. Tao thì mình chỉ nói là thích ra điểm này, nó lồ lộ như vậy mà tại sao mà cái cốt cách bên trong nó không lộ? Không, là cái bạn nãy chị nói em hiểu rồi, chị đừng nói thêm nữa. Biết rồi. Nó bị nhiều thông tin quá. Rồi có chửi nữa không? Là chửi chứ. Trời ơi. Đẻ con ra nuôi lớn. Em đẻ chứ em biết. Chưa má. Không, em không biết. Bởi vậy, không có đẻ đâu có biết đau. Nhiều khi đi ra đường á, chạy xe nước danh ngang người nhỏ thôi. Nước lạnh đó nha, nước sông đó mà mình sợ nó phỏng đó. Em nghĩ sao, cái tay gì nè, cái này là dùng nhục hình con phải không? Phải không? Con đừng có giấu cho bả. Mà mày cũng ngu nữa. Nói ra cái mặt đừng có biếu mày. Gia đình không có truyền thống biếu biếu. Tức thì chửi. Nhìn không được thì khóc. Khóc không biếu. Mày nghĩ sao, bàn tay có 5 ngón thôi. Đau ngón đầu là người ta bỏ trốn đi. Bị đập lần thứ hai, có thằng hai đau thì người ta báo công an đi. Con chị khóc quá rồi, tha cho nó đi. Trời ơi, đau 5 ngón, chịu được 5 ngón luôn. Thôi. Chị ơi, bé nó còn quá nhỏ và tinh thần của bé nó trong gia đình chị không? Em có trong gia đình chị không em nói? Không, nhưng mà em được ủy quyền của chị để chăm sóc bé. Chị nhưng mà hộ khẩu nhà chị không có tên em. Thôi. Đừng có cãi với chị. Con chị khóc thì chị tha cho nó đi. Chồng của chị đó chị còn không nghe đó chứ em. Bây giờ tao nói mày nghe nha. Con dạy cái mang. Bây giờ mày làm như vậy nè, cái tay bị như vậy nè. Người ta cười lên đầu tao, người ta nói sao? Đưa giữ trẻ cho chúng có những người đầu ác rồi nè. Nó coi thường cha mẹ, nó coi thường luật pháp. Nó làm thân thể con người ta đau. Nó nghĩ rằng bị gì, nó đâu có sợ ai đâu. Không chị, bây giờ thay vì chị chửi, chị coi vết thương nó chị, sao đi chị. Ý là mình quan tâm đến bé nhiều hơn đi. Tại vì thật ra chị có chửi bé nó cũng không hiểu. Không có nha. Hỏi thăm là đạo đức giả, chửi mới là xót con. Không, ví dụ như ở nhà té hồi xưa mẹ chị á, bà ngoại mày á, tao té á, mày thấy chưa, mày ngu ghê, mày đi mà mày té hoài, quan tâm mới chửi trước, đúng không chị? Nghĩ vậy chị được giáo dục vậy chị, đúng không? Hay quá chị. Hay. Không, vậy là chị hay á, chị hay có phổ cập vậy, được vậy gia đình á. Chửi xong chưa? Bây giờ chị thương con chị nha. Dành đến cái đoạn chị xót nha. Chị xót. Ê, chị cay hả? Dạ cay hả? Không, chị xót á. Không, xót là mình xót ở trong tâm chứ, cái này cái lưỡi của chị là chị bị cay. Chị thở ra cho nhẹ đó. Không, hay chị lấy ra luôn đi, chứ gì đừng thở ra nữa. Không, lấy là chết con chị em. Năm ngón bó mà kêu lấy liền sao được. Con, mày. Chị ơi, chị lấy đi, chị đừng có chửi nữa được. Thôi nói nghe nè, chị mạnh miệng thôi, chứ chị yếu tâm lý lắm, lấy giùm chị đi. Mạnh dạn lên. Trời ơi, mạnh quá, mạnh dạn gì nữa trời. Không phải hội thi phụ động, đừng có kéo con vậy, tội. Ê, nhỏ này ngộ ha, nhỏ xúc móng tay mà kéo xúc cái bàn cánh tay luôn á. Xin lỗi, coi lại nè, từ từ, bây giờ muốn gỡ ngón nào? Bây giờ mình gỡ ngón nào trước để mình kiểm tra. Thôi, đi chị. Thôi bình tĩnh đi, chị xót, mình mấy người làm chị xót hơn á, bình tĩnh đi. Giờ chị muốn con ngón nào, biết rồi. Bây giờ chị là tin là tâm linh phong thủy. Ờ. Bây giờ là sinh lão bệnh tử, cho chị sinh đi, số 1 đi. Sinh số 1 này này. Số 1 cầu cho con chị giùm em. Mắc gì em la? Không phải tại em vui gì, bé không sao hả chị? Đừng vậy em ơi, con chị em xót, em xót chi vậy? Người đời đó là giả trân đó. Đừng làm vậy chị em thích. Còn mày ngu nữa. Mày không sao, mày bọc chi cho hoại tử. Con này cũng ngộ, ai bọc cho nó vậy? Rồi chị cũng ngu hay bà này nữa. Rồi coi tiếp ngón không chị? Rồi coi tiếp đi. Thôi rồi, xin lão bệnh tử, xin nữa đi. Xin nhờ. Số 5 đi, xin đi. Chị nghĩ sao chị nghĩ? Chị nghĩ sao? Chị nghĩ ổn. Em nghĩ không sao? Là thật ra chị nghĩ giống như chị run nha. Chị run phải không? Chị run. Bà, em nghĩ là lặn là đáp án cuối cùng của em. Lành lặn á hả? Lành lặn. Còn tôi là trống trơn. Con cũng gỡ nữa. Sao vậy chị? Bà la hoài, cất bao nhiêu tủ đi. Má ơi, la hoài à. Nó sợ. Nó sợ con, ta cũng sợ hơn. Bây giờ mở đi. Nó má la hoài vậy? Nó không sao nè. Mày còn ba ngón phải không? Ừ. Nhưng mà ba ngón sao mình trắc nghiệm đi. Vậy thì em tin chắc mẹ thương, mẹ sẽ độ cho chị. Ba ngón. Là còn ba ngón thôi. Không, hai ngón này lành rồi. Này nha, em tự rút, em rút luôn. Cái tay của em thơm nha, bố không sao hết nha. Đúng không? Không sao hết. Ủa, bà Hàng Sĩ, là cái này là có bị gì không? Lành lặn.
Thôi má đi ra luôn đi má. Vui em vui bởi vì cứ ba cái lần cô vui của em là ba lần chị hết hồn. Nó nghe nè, đem cất trái tim của chị vô ra trong đi rồi chị chơi ngơi rồi chị. Thôi chị lắc quá em mở ra luôn cho chị nè. Ôi trời ơi. Ủa khoan, là có sao không? Có. Bị gì vậy? Nó nghe là để gia đình em làm việc nha. Ai băng cho con? Dạ. Hay là con tự muốn kêu mọi người kêu băng cho con? Dạ không, hai bà băng cho con á. Bà, nó kêu mình bằng bà. Nè. Giải quyết đi. Ở đây có mẹ, mẹ tao không muốn tát ở trong mặt mày. Tao mà đấm vô mặt mày, tao chưởng cái bình trà vô cổ họng mày nghe. Ủa, nói cái gì? Tao có đẻ ra má mày được không? Mày kêu tao bằng bà. Mày ơi, mày không dạy mày hả? Trời ơi. Gì vậy? Là không có mẹ ở đây là tát mặt đấm vô ngực không hả? Không, tại vì thật ra đối với một vài hộ gia đình, cha mẹ không có dạy con. Chi đây sẽ thay mặt cho nhà trường để giáo dục bé nên người. Bây giờ quanh đi quẩn lại cũng không hiểu tại sao phải băng cái ngón tay như vậy. Nó có trầy đó chị, nó trầy vít nhỏ đó. Chị thấy chưa? Có chuyện gì xảy ra với bé không? Không có chuyện gì hết. Bây giờ chị... Gì vậy? Không có, liệu. Không sao đâu, em liệu chị bỏ qua cái bà này nè. Từ nãy giờ đầu buổi cuối buổi bà la hoài. La hoài gì má? Sao hở la hoài? Kể nghe. Hồi xưa mua nhà trong hẻm đó má. Sao vậy? 8 cái xẹt. Mà la riết rồi người ta giải tỏa đi nhà đi hết trơn à. Ở nhà mặt tiền luôn. Đừng có nói như vậy, tại vì tôi thấy những cái hoàn cảnh nó quá thương tâm. Khi mà bên đây vừa mới năm ngón và quay qua bà, tại vì tôi thấy tôi không tin vô mắt mình. Thôi má, cái đâu thương tâm đâu, cái nhà thương điên nước bà đi bà nội. Thôi, đừng nói nữa. Nè, nhìn đi. Lanh. Không có một cái gì hết á. Đi về đi. Mà từ nãy giờ chị vô chị miệt thị, chị chửi rủa hai chị em tôi. Không ra gì. Bởi vì chị thấy băng nè. Băng vậy em băng được vậy? Cũng ngộ nữa. Em á canh con chị không canh, để bà canh chi sơ hở bà băng nhỏ. Bây giờ không để ý bà không, bà băng bà luôn thấy không? Thôi, quá mệt rồi. Bây giờ hai chị em chúng tôi cần một lời xin lỗi từ chị. Không xin lỗi đó. Biết. Ê, bà nói gì hổn à. Quá hổn luôn. Nè, lúc đầu vô chị em mà kêu biết. Bà phải nên nhớ đây là vợ chí thích. Quên. Nói cho nó hiểu đi. Nè, để tôi nè. Coi nè. Người có ăn có học nói đó. Chị vợ chủ tịch, đúng không chị? Nói đi. Cút. Sao người ta có thể đối xử với những người tốt như vậy? Đôi khi tôi không hiểu là mình đã làm sai cái gì á, bà hiểu không? Cái sự chân thành không được đáp trả đúng không ạ? Gì đó vậy? Cái gì vậy chị? Tôi xây đi rồi, bà phải xây ra mà nói chuyện chứ. Có chuyện gì? Nói đi. Vừa lắm. Chị muốn gì chị nói đi, chị xây hoài vậy. Chị đã phải anten rồi, chị rà đài. Chị thấy chị bậy quá, chị không dám nói. Chị sai quá rồi, chị nói được cái gì nữa. Thì chị biết chị bậy, biết chị sai, nên chị đâu dám nói nhiều đâu. Hôm nay chị qua để làm gì? Không, hồi nãy với hôm nay là một á. Hồi nãy bây giờ chị tới đây làm gì? Không, cái câu này nó bị trúc trắc, không xin phép. Ý là nãy gặp rồi. Vậy bà hỏi gì mẹ ơi? Hồi nãy qua rồi, bây giờ qua chi nữa vậy? Thì sáng chị thấy chị bậy quá ha. Chị chửi mấy đứa quá, giờ chị hối lỗi rồi. Nhưng mà khoan, mang gì qua đây chị? Chị thấy mọi người nóng quá. Không, không uống nước đá, bị viêm họng. Không ăn sữa chua. Không má ơi, thôi má. Cái thùng bự chứ không phải nước đá. Chứ cái gì trọng chị... Thịt nguội đồ cũng không ăn nha. Không má ơi, cái đồ của người ta tâm hồn nghĩ đến ăn uống không à. Đây nè. Đó, trong đây nè. Chưa lấy ra luôn á mẹ. Ơi, là cái trong đây chứ không phải là tặng cái thùng này. Đây nè. Đó. Chị để gì trong đây vậy? Trời ơi, con nhỏ này hồ đồ quá. Tặng quà mà đi nói gói làm chi? Ta bí mật á. Đúng rồi, nhưng mà cái gì chẳng? Mấy đứa này kỳ ghê á, đã một cái quà tặng là phải bí mật. Mà cứ hỏi cái gì trong này hoài à. Gói đâu có sến đâu nè. Trời ơi, tính chị cầu kỳ cho nên cái gì mà đẹp đẹp là chị thượng lên hết.
Nói chung là tụi em trân quý cái món quà của chị. Ủa em quý mà em đẩy qua đây. Tụi em không nhận đâu ạ. À. Em xin phép không nhận. Cái món này á không thể làm cho danh dự của tụi em hồi phục được. Chị biết nhưng mà cái nỗi lòng của chị á nó cũng chất chứa trong đây cho nên tụi em nhận đi. Hy vọng là cái nỗi lòng của chị á làm cho tụi em hiểu chị hơn. Bây giờ danh dự không hồi phục thì sức khỏe hồi phục. Sức khỏe chị tặng cái gì mà sức khỏe chị hồi phục? Chị tặng cái gì? Em nói chị bây giờ có tặng vàng tụi em cũng không lấy. Nhưng mà tụi thấy em thích ăn uống đúng không? Ăn uống gì? Chị tặng khu bò rồi hả? Xin lỗi, nhà em có bán. Không, em cái này là vừa ăn vừa uống được nha. Là cái gì? Nước miếng chim. Là cái gì chị? Ăn gì mà kỳ thị vậy? Yến. Yến đó. Gì? Với còn gì chọn không chị? Thì trong đó yến. Rồi mấy cái nhân sâm, mấy cái đông trùng. Đủ rồi, nhận á. Nhận mà cái nét không dục hay sao? Nhận thì nhận nhưng mà rất giận. Khùng quá, ta thấy dễ bây giờ vừa vừa thôi. Mà không, cái đoạn này là... Không, đủ rồi. Cái nơi của tôi là... Không! Tôi hết giận á. Hết ngang vậy? Tại vì... Thôi vui lại rồi. Ta cho thích chết hả? Cả đồ có ăn yến đâu. Trời ơi, cả đồ có biết nhân sâm là cái gì đâu. Biết sao? Giúp việc. Cả cuộc đời chứ có liếm được con yến. Con yến chi? Ăn yến là ăn nước miếng của nó chứ liếm nó làm gì? À vậy hả? Chị thì không có giỏi như người ta rành những cái gọi là cái sơn hào hải vị. Thì chị đi ra cái chỗ bán yến á, thì chị kêu lấy cho chị 5 hộp. Hộp loại 1 ký á, lấy 5 hộp chị đập hộp hết. Rồi chị lấy yến chị dồn vô. Chị sắp như sắp bánh tráng vậy đó. Trời, chị chưa đáo. 5 kg yến bỏ trong đây. 7 kg mấy đông trùng. Nhưng xăm chị mua cho 7 củ. Hút chân không chị nén dữ lắm đó. Chị ruột. Chị đích thì là chị ruột của chúng em. Nhưng mà 7 củ mà chị cho 2 vậy là em 4 đó ba. Tao 4 mày 3 nha. Giờ sao? Tao 4 thôi, mày 3. Thôi đừng có tranh giành, chị về chị sắp lại cho. Không, để em tự chia chứ. Để em chặt đôi ra. Thôi dù sao cũng cảm ơn chị. Dạ thật sự là những ngày qua thì em rất là vui thật sự. Nói công tâm từ trái tim của em là em vui nhiều. Thì không? Bởi vì những ngày qua em được tiếp xúc với trẻ thơ. Em thấy tại sao trẻ thơ nó như một trang giấy trắng. Nó đáng yêu đến như thế. Có con rồi mới biết. Dạ. Dường nó như thiên đường ấy đó. Không dạ. Có đi đâu nữa đó. Dạ. Thôi bây giờ nhận nha. Con gì bằng á chị? Gửi con chị nữa nha. Dạ, dạ. Thôi. Đi shopping mall hả? Đây là người ha? Không, đây là quỷ là yêu. Yêu... yêu thương. Thương mến. Mến nhớ. Nhớ thương mến thương. Hoa lập chữ rồi thương... thương cảm. Cảm thông mến thông. Thông... thông suốt. Suốt đời suốt kiếp tôi thù có một mình bà thôi. Tới đây coi bói gì cho đàng hoàng. Không phải tại vì tự nhiên mới vô cái bà đưa ra cho tôi những cái cụm từ tôi tưởng là chơi nói chữ. Không có kêu bằng bà. Chứ... kêu bằng thầy. Không má. Phụ nữ là phải kêu bằng cô. Còn đàn ông thì kêu bằng thầy hiểu không? Cô là cô giáo thầy giáo. Còn thầy đó là thầy bà hiểu không? Chứ coi bói chốn tâm linh là phải kêu bằng thầy. Thôi má, bây giờ tôi nghĩ là vậy nè. Bây giờ mình xưng nhau một kiểu mà nó dễ chịu hơn, nó gần gũi hơn đi. Kêu kêu mày tao. Mày tao mày tớ. Mày mày tao tao. Thôi kêu vậy hổn má. Vậy kiểu này không hổn nè. Kêu gì? Ê con chó. Kêu vậy cho nó gọn. Thôi 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 trời. Thôi không có được, không được. Tôi không có làm cái chuyện đó được đâu. Thôi đàng hoàng đi. Ê kêu tôi với bà đi. Tôi là tôi, bà là bà nha. Thì tôi muốn coi cái gì? Không, tôi là tôi nè. Còn bà là bà á. Thì đó, bà là tôi. Thì tôi đang là bà nè. Không, tôi bà tôi á. Thì bà là tôi. Nó nghe im đi, đừng nói. Đừng nhức đầu quá. Nó nghe rảnh tay không? Rảnh. Bỏ cái quạt đó. Bà tiêm giùm tôi tí xíu đi. Bà tiếp thêm giùm tôi đi. Tiếp sức mùa thi hả? Không. Tiếp thuốc, tiếp nhiên liệu. Tại vì thật sự là tôi bị chấn thương ảnh hưởng về cái hệ thần kinh đó. Ám ảnh cưỡng chế. Nên thật sự là đôi khi tôi có những cái trường hợp mà bà tiêm liền. Tôi nghĩ vậy nè. Bà đừng đi coi bói. Sao vậy? Đi bệnh viện đi. Để không kịp đền. Không phải, cái này là tôi đi bệnh viện rồi. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ tôi đang gặp những cái trường hợp về tâm lý rất là nặng. Nên là bác sĩ sợ tôi lưu bu công chuyện và không có thể nào mà tiêm thuốc vô đúng thời hạn được hiểu không, nên là bác sĩ có để thuốc dự phòng cho tôi. Tiêm nhẹ không, tiêm một ít thôi. Nhưng mà nếu mà hết thuốc dự phòng thì mình tiêm cái gì nữa? Thật, mình tiêm
Không, chắc tôi phải đi qua gặp bác sĩ. Thôi vậy không kịp đâu. Tôi nghĩ tiêm cái này lẹ hơn nè. Tiêm gì? Tiêm dầu. Có vegetable oil nè, soya oil, baby oil. Có bị ốc trâu không? Không có bị ốc trâu xài baby oil kia lắm. Thôi 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 mệt quá. Bà có đã đi giờ có liền ở chỗ. Thật sự là rất là mắc rồi thật sự. Rất mắc. Đi thẳng quẹo trái. Nhưng mà nhớ nha, không ngồi lên trên đó, không xả nước xuống sàn. Xài xong là phải bấm nút. Nói gì vậy trời? Bây giờ tôi hỏi thiệt, bà có định làm nghề không? Có định lao động không? Vẫn coi. Thì bây giờ coi liền đi, giờ bà cứ chỉ dẫn ngay cho tôi đi đâu. Tôi không biết là tôi cần phải làm gì. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất là dài để mà tôi nghiên cứu và tôi đắn đo suy nghĩ. Thì coi phim Hàn Quốc đi. Coi cái phim khởi nghiệp mà có Suzy đóng á, trời ơi ê bà. Hồi tối mà định coi tập cuối mà cái tâm lý không nó bị bất ổn, mình không có biết được là cái kết nó buồn hay nó vui, cái đâm ra không dám bấm vô coi. Ê bây giờ bà coi cho tôi tập cuối vui hay buồn đi, để tôi biết tôi về tôi chuẩn bị tâm lý tôi coi, hiểu không? Tập cuối đó là không vui hả? Thôi giờ coi game show đi được không? Game show hài đi. Hay thích rap? Bolero ha. Ê có gì đi trời, tôi biết sao, nhà tôi không có truyền hình cáp, hiểu không? Tôi được coi bằng anten á, hiểu không? Nên là đôi khi chỉ có HTV7, HTV9. Có này coi hay lắm nè. Có gì? Coi khi nào bà chết. Tôi được tôi coi bói. Tức là coi bói, coi số, coi tướng. Không phải cái đài truyền hình. Tôi phải coi Quỳnh Hương. Thế là muốn nói. Không không không, cái này bà nói đúng. Tại vì bà không thể nào là cô Quỳnh Hương được. Cô Quỳnh Hương là tượng đài trong tim tôi nè má. Tôi hồi nhỏ rồi, tôi coi cô Quỳnh Hương rồi tôi mơ má. Đến giờ vậy. À, coi bói. Coi đi ha, coi đi ha. Rồi, bên đây có coi quẻ, coi bài, coi nhang, coi đèn. Muốn coi cái gì? Coi. Ê, coi bài đi, coi bài coi đi. Bài, coi bài hả? Coi bài, bài tay, bài ta. Binh, phỏm, tứ sắc, tiếng lên. Cái tê 6, cái tê 13. Có bài bài thơ, con cá. Không, không, nói nghe nè. Bài ca. Không, không. Cái nào nói dễ dễ đi, tại vì mấy cái đó tôi không có hiểu. À dễ hả, dễ, có cái bài này dễ lắm nè, dễ chơi. Được không? Ê nhưng mà khoan, bà ngưng tôi xíu, không bà ngưng giùm tôi xíu. Nói thiệt chứ, biết sao, ở nhà là ngồi có ghế. Nhà bà nghèo đúng không, không có ghế, thật sự tôi nãy giờ tôi ngồi tôi tê hết cái chân tôi luôn á. Bà chờ tôi xíu đi. Không thấy, không biết bơi. Đi thi aerobic hả? Không phải, không, này nói thiệt luôn là bị khớp. Bị khớp thì bác sĩ có kêu là ăn đậu bắp á. Nhưng mà tại vì nó chỉ đỡ được phần nào thôi chứ nó cũng bị tê tuyến tiền liệt hả hay sao? Không, tôi nói tôi bị mỏi khớp, đừng có hỏi nữa. Tôi nghĩ bà nên đi điều trị á. Bây giờ coi được chưa? Bà ổn chưa? Bây giờ bà coi đi, coi bói bài đúng không? Bói bài đi. Bói cái nào đơn giản đúng không? Đơn giản, thật sự là cái đầu của tôi nó không có quá phức tạp được, hiểu không? Tất cả mọi thứ rồi. Ba lá thôi phải không? Ba lá nha, đếm nút nha. Ba lá, 7 với 6 là 35. 7 với 6 35 này là. Cô nào dạy bà 76 35? Hả? 35 75 là con dây lớn dây nhỏ hiểu không? Chứ 7 x 6 nhiêu? 7 x 6 nhiêu? 7 nha. 7 x 6 nó mà thử tới 35 đúng rồi má. 76 43. 43. Ờ rồi 43 với A là nhiêu? 43 với A 43A. Là nhà số nhà tôi á, 43A nè. Trời ơi, linh quá má. Thấy ê chưa? Ê không không không. Trời. Không, bà nói gì tôi hơi sợ rồi đó má. Long Lân Quy Phụng hả? Chuyện mất số tiên bây giờ vậy đây hả? Làm gì vậy? Không, tôi hay Linh bà. Ê Linh nha bà, 43A là số nhà bà. Trời ơi Linh. Ghê không? Thôi bị ghê. Ê chị giòn sao này nè, bạn nhiêu? Tôi chín nốt nè. 50. Tiếp văn nữa không? Tiếp văn nữa đi gỡ. Có chơi phải có gỡ chứ. Ủa khoan nhưng mà thua 50 rồi. Khoan nhưng mà coi cái này ra là mình biết được cái gì trong tương lai của mình. Biết được mình thua bao nhiêu tiền. Không thôi thôi. Trời ơi tôi phận giúp việc không có nhiều tiền đâu má. Coi đàng hoàng hiểu không? Coi về tương lai á. Tôi cần biết về tương lai của tôi như thế nào á hiểu không? Biết tương lai hả? Biết tương lai. Về cuốn sách tiếng Anh á. Coi thì hiện tại đơn, tương lai đơn. Không không, bây giờ tôi cần bà nói luôn, bà nói thẳng luôn chứ tôi không có đọc là sách. Là S cộng B cộng AMIA cộng web in là hiện tại đơn. Không hiểu thôi. Bây giờ bà biết cái gì về tôi trong tương lai bà cứ nói cho tôi biết hiểu không? Tôi lười đọc sách lắm hiểu không? Tôi biết bà sắp bị đánh rồi. Đánh điên luôn. Mắc gì khóc? Nín. Nín dứt chưa? Không phải thì gì, thật sự là tôi đến với cái không gian này thật sự là tôi rất là áp lực lắm. Nha, thương. Hít thở thật sâu à. Nhưng mà nãy giờ tôi thấy bà làm tôi tổn thương rất là nhiều. Bà la tôi rất dồn dập. Ủa nhiêu tuổi vậy? Hỏi bà nhiêu tuổi kìa. Trả lời đi. Gì? Hả?
Sao? 35 tuổi, 35 làm gì nhỏ. Bà nam hay nữ? Tôi nữ má, tôi nữ thuần chủng luôn á trời. Nữ thuần chủng là cộng 2 là 37. Nhưng mà sụt nữa là 36, 37. Vậy là bà phải đánh 35, 36, 37, 75, 76, 77. Mà đánh ai? Đánh cái gì? Tôi nói đánh đề gì? Á. Ủa? Không, tôi đây coi bói. Ừ thì coi bói. Chứ bà nói gì đánh đề là sao má? Ai nói đánh đề? Chứ gì vậy trời? Ê, gì vậy ba? Trời ơi, đánh như ai giữa tuổi bà. Nặng cả bờ vai luôn á. Kiểu trời ơi, ghê thiệt chứ. Hèn chi, trời đúng là cái nhà này linh thiêng quá bà. Đúng rồi đó. Nãy cho tôi để ý bà ngồi mà cái ai bà bị triểu sao đúng không? Bị gì nè, bị niễn á. Ồ. Nhưng mà nhiều người tưởng tôi bị thoái khớp xương mà không phải. Bị niễn da luôn, giữa là niễn hai bên. Trời. Ừ. Trời. Bây giờ coi nha, là con coi nha. Coi liền. Vô tay đây. Nhìn vô mắt tôi nè. Hôm nay kẻ mắt méo quá. Mẹ. Ai trang điểm cho? Bên nào? Bên đây nè. Trái bên phải. Bên trái bà. Trái tôi hả? Trái tôi là bên đây. Trái bà là phải tôi. Thôi kệ nó đi, con mắt không liên quan. Bà tên gì? Tôi tên Chi. Họ tên? Không, khoan. Họ tên thật sự là rất là dài luôn. Bây giờ bà coi tên Chi thôi được không? Tại vì cái họ. Không. Không được, phải có họ. Tại vì cái họ, cái tên đệm nó ảnh hưởng cuộc đời. Cuộc đời bà cho phải có một khúc. Cuộc đời bà một đoạn dài vậy, bà hiểu không? Ồ. Bây giờ phải nói họ tên nó mới coi được. Không thì cái Chi là cái họ tôi đó. Còn tôi tên khác. Bà tên gì? Ấp 34, phường 5, khóm 7 hay sao? Không. Ấp trứng gà. Thì cái tên họ của tôi là Chi Chanh Chanh. Là cái họ Chi á. Ừ. Trái chanh thổi lửa. Cái đanh thổi lửa. Ừ. Con ngựa chết chưa? Con ngựa chưa chết. Con ngựa đứt cương. Đứt là bị đứt, đứt lìa. Cương là dây cương, hiểu chưa? Con ngựa đứt cương. 30 mũ 4. 30 mũ 4 là 1.250.000. Lấy máy tính ra bấm đi. Hồi xưa chưa có mũ 4. Hồi xưa con người chưa phát hiện ra chuyện đó. Nha. Ba dương ngũ đế. Ồ. Ba dương ngũ đế. Bắt dế đi tìm. Chứ bắt nó là nó chết, bắt nó là quay vòng chơi chết rồi. Không tìm được. Rồi. Nhưng mà đây có phải tên bà không? Không, là tên tôi. Nhưng mà đây có phải tên bà thiệt không? Thiệt, sách dế đi tìm. U A U Ập. Bị dính cái tay lại. Ập mà. Tôi tên Ập. Tôi cảm giác này không phải tên bà. Không, tên tôi thiệt. Bà thực sự là từ đầu đến cuối bà đọc rất sai. Bà đọc chưa có cái gì đúng cả. Không mấy mai mốt lấy giấy bút ra ghi lại. Ai hỏi tên mình á, mình cầm giấy mình đọc, mình nhìn mặt chữ mình đọc cho nó rõ. Không còn mà mình viết không được nữa, mình cảm giác là cái tai mình nó bị luống cuống, nó bị lọng cộng, nó bị tật cơ thì mình thu âm. Ai hỏi mình bật cái file thu âm lên cho người ta nghe. Không, thật sự là tại vì cái tên này tôi ít sử dụng, hiểu không? Nên đôi khi là thời gian thấm thoát thôi đưa tôi bị quên mất. Cái tên này là tôi sai hồi tấm bé đó. Hiểu không? Là lúc đó là mọi người gọi tôi tên Ập là tại vì tôi đẻ ra bị khó nuôi. Nhưng mà tên nó tên ở nhà. Ừ. Tên xã hội là tên Chi, là cái họ Chi á. Ừ. Nhưng mà bây giờ tụi tao còn nhà nữa đâu mà. Đây. Trong cuộc sống này đôi khi mình phải trải qua những cái biến cố. Cuộc sống người ta có một cái từ rất hay gọi là biến cố. Khi mà biến cố xảy ra, hiểu, nó sẽ làm mình trưởng thành lên. Thực sự hiểu chưa? Tôi hiểu. Lúc nào cũng phải vui vẻ hết. Bị xe đụng cũng phải vui. Tôi thương mà. Thiệt, chỗ bạn bè chơi nhau á, tôi mới tâm sự với bạn vậy. Ồ, ê, nó nghe là tụi mình làm bạn ơi. Làm bạn nha. Làm bạn ơi. Chị nào chơi? Chơi liền giờ không? Thôi chắc mai á, tại vì bây giờ coi bói xong tôi phải về, hiểu không? Tôi về tôi nấu cơm. Ủa, không chơi liền quá. Thôi mai nha. Thôi mai chơi. Mai chơi sớm. Mai chơi sớm. Sớm mai chơi. Ừ, sớm mai chơi. Bây giờ có coi gì không? Coi tiếp đi, coi tiếp. Coi tiếp nha, coi tiếp nha. Tôi thấy tích cực hơn rồi đó bà. Tôi nghe tiếng người ta nói rồi. Năm nay bà xu lắm. Xu hả má? Cái vấn đề rất là lớn. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Ê, đúng nha má. Tôi truyền thuốc hoài. Cứ 10 phút là một miêu, 10 phút là một miêu. Mà cái vấn đề ở đây bà biết cụ thể ở phần nào? Phần đầu. Tại vì gần cuối năm mà bà hiểu không? Bà phải thực sự tập trung vào phần đầu và phần mặt của bà. Mà sao vậy bà? Quả từ miệng mà ra. Ôi ơi. Không phải ăn bậy, hiểu không? Mà là cái miệng nói bậy. Nó khùng với điên. Bị chúng đánh phù mỏ.
Nhưng mà chỗ bạn bè chơi với nhau. Không, tôi chưa chơi, ngày mai mới chơi. Chỗ bạn bè ngày mai mới chơi với nhau á. Tôi nói với bà cái này nha, bà không nên đi cái bói. Sao? Phí tiền á. Không, nãy giờ tôi chưa có đưa tiền. Nhưng mà nếu mà có đưa rất phí. Bà không nên đi cái bói, tôi nhắc lại nha. Bà nên đến một nơi. Xa không bà? Gần lắm. Ở đâu? Trại phục hồi nhân phẩm. Không mấy đi trại cải tạo cho gần nha. Vô đó nè, phá đá nè, dọn cây, trồng rau, quét nhà. Mình kiểu là dạng mà mình renew cái nhân cách của mình lại. Mình làm cho nó fresh. Nó bùng nổ nhân cách mình lên, hiểu không? Trời ơi, tôi tưởng tượng mà tôi nói tới chuyện phục hồi nhân phẩm là cực. Cười mà lên đồn. Con vui mà. Vô coi bói. Coi cái gì? Gì bà coi, đứa gì bà coi đi. Coi cái này rất linh nha. Bây giờ tôi coi nha, bà tập trung. Coi liền, em mệt quá, nãy giờ nói vòng vòng khó chịu quá. Bây giờ tôi bắt đầu lắc nha. Bà muốn coi nữa không? Sao cấp giặt hoài vậy? Không có, tôi... Mấy cái đồ này linh thiêng lắm nha. Đụng vô cái là méo mỏ. Không méo liền. Không, không méo liền, chưa hả? Đụng vô mai mới méo. Ôi vậy mai méo sao chơi chung được? Không sao, mai méo thì chơi theo méo thôi. Ok. Méo okay. Chung. Ok. Bây giờ dở nha. Tập trung nha. Ồ. Hít vào thật sâu đi. Chết bà. Gì vậy má? Cái chuyện này nó quá nguy hiểm. Ôi. Xích lại đây. Xích lại gần này. Tôi lắp máy trợ tim cho bà nha. Bà bị cái gì vậy? Phải tê. Bà bị cái gì vậy? Không, tôi tê chân quá, tôi không thể nào mà tới gần lại được cái cự ly đó. Nói bà nằm đi. Không. Nằm nghe tôi nói đi. Không. Nhà bà có đường hả? Chi đâu mà con Chi té mít vậy? Chi có sao không? Không, con không sao. Tại vì hôm nay con bị bệnh. Con ơi. Hả? Quan tâm khô xíu. Nay con bị bệnh nên là... Ủa, con ơi. Ý là quan tâm á. À, quan tâm con Chi. Con đang bị bệnh nên là... Chị làm sao? Con chỉ muốn nói cái gì? Con ơi, con hỏi thăm tí xíu nha Trúc. Con hứa con phải trả lời thật lòng. Điều con nói chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con và gia đình con. Cái gì ghê quá, con chỉ muốn nói gì con chỉ nói đi. Cái lúc mà ba mẹ con mua căn nhà này nè, ba mẹ con có tìm hiểu kỹ không? Có nghiên cứu không? Dạ, có chứ, ba con kỹ tính lắm. Ba con là thích nhà cổ, đồ cổ là ba con tìm hiểu kỹ càng hết rồi. Old school là ba con tìm hiểu hết. Đọc rap nữa hả? Rap gì là, ý là trường phái cổ xưa đồ kiểu vậy á. Old school là trường cũ. Còn này là nhà cũ là how old? How old are you á? Mệt con Chi quá, con Chi muốn nói cái gì? Con Chi nói đi. Cẩn tắc vô ấy nấy. Ngày hôm nay cô Chi mới vừa đi gặp một bà thầy. Bà thầy này linh lắm luôn con ơi. Bà nói cho mình biết được hết tất cả mọi thứ. Cô rùng hết người luôn mà. Rồi... Nhà này có rất nhiều thứ không sạch sẽ. Không mà cô Chi quá, cô Chi tâm linh nữa rồi á. Con nói cô Chi nha. Cô Chi mới không sạch sẽ, cô Chi mà còn nói vậy nữa, con đi mét ba con á. Nè,
có bị ngu không? Con có bị ngu không? Bây giờ con nói với ba mẹ con rồi, chắc chắn ba mẹ con sẽ hoảng loạn, bấn loạn lên, sẽ bán căn nhà này. Lúc đó chúng ta ra ngoài đường ở, đừng có mà hối hận. Con nói cô Chi nghe nha, cái nhà này mà bán á là cô Chi ra đường ở á, chứ ba mẹ con mua cái nhà khác cho con ở chứ mắc gì. Những cái lời nói đó xuất phát từ miệng của con. Không không không. Vậy chắc chắn là đã có những cái vong hồn, những cái thế lực bóng tối đang tấn công từ đằng sau của con, nó trực diện nhắm đến con. Nên là tôi xin mấy người hãy buông tha cho con chút cháu tôi đi. Cháu tôi không bao giờ nói những cái lời đó. Đây là khẩu xà. Những lời con nói với cô ngay lúc này giống như là tâm của con xà tinh á. Con bình tĩnh đi chút thôi, cô Chi sẽ tìm cách để giúp con, giúp cái gia đình này. Thôi cô Chi. Hả? Cái gì? Cô Chi thôi đi, cô Chi sao vậy? Chúc mình đường ngoan lắm, không có hùng mạng. Con đang sống cho hùng mạng. Con sẽ giúp con ngoan nha. Đừng có hằng em chút cháu cô Chi. Bà thôi. Hả? Cái gì bà vậy? Làm vậy? Tôi có chết rồi mà ngồi bà xá tôi. Bây giờ bà phải giúp tôi thôi bà Thu ơi, bà phải giúp tôi thôi. Chưa có bao giờ bà qua đây mà bà cho tôi một cái cảm giác là bà Thu ơi, bữa nay có chuyện vui hết trơn. Không phải tại vì... Gì mắc cười nữa rồi. Gia đình tôi bên đó sắp gặp... Gì vui vậy? Gia đình tôi bên đó sắp gặp nạn rồi. Nạn lớn lắm. Nếu mà bây giờ cái nạn nào mà mình không có chữa được á, là khỏi ăn Tết luôn. Nạn gì mà không chữa được? Mà hơn hết nữa là cái nhà bà kế bên nhà tôi, nó lây qua cái mồm bà má. Cháy rồi hả? Cháy rồi hả? Nó nghe nè. Có thấy đám lửa nào không? Chứ sao lan? Chỉ có lửa mới lan chứ cái gì? Lan bèn hả má? Cái gì vậy? Hả? Cái gì? Không nứt. Không, tôi không nứt. Biết sao không? Trời ơi, là... như là con lợn vậy, tôi thiệt bà. Vong linh. Vong linh gì? Cái gì nói đàng hoàng nó không có hiểu gì hết, tự nhiên sao chết? Tính nắm hả? Cho tôi nắm tay đi. Tôi có nghe người ta kể á, người ta nói là nhà của tôi bây giờ ma quỷ kéo tới nườm nượp, đông lắm, và nó sẽ cướp đi mạng sống của tôi. Nhà bà đâu có ma. Sao vậy? Nhà mà chỉ có con quỷ thôi. Trời, bà cũng biết luôn á. Ê, vậy là bà có đôi mắt âm dương hả? Không cần mắt âm dương này ai cũng thấy trơn á. Thấy hết luôn á. Ủa mà con quỷ ở đâu? Quỷ ở nè đây nè, đang ngồi ở đây nè. Ám từ năm ngoái tới năm nay chưa về. Thôi nói chuyện với bà vậy là thấy không hợp rồi. Về. Thôi đi về đi. Tôi chỉ thấy là chỉ có cái khoảng đầu tiên lúc tụi mình làm quen là kiểu bà niềm nở tôi với bà hồ hởi, còn bây giờ sao thấy kiểu hậm hực quá à. Sau khi quen tìm hiểu thấy không hợp nữa, không chơi nữa, về đi. Tụi mình là kiểu hợp cả gà bông á. Không có gà bông gì ở đây hết trơn á, bà đi về đi. Nghe đi ghê, tôi thích nhớ. Trời ơi, chừng nào bà chết thì tôi qua tôi cho tiền. Khỏi quá. Biết sao không, bây giờ tôi đi coi thầy nói là cái gì thế ghê vậy má? Ý là có ai không, hiểu không? Không có ai, nhà này tôi ở mình mà, tôi ở với ai đâu. Nó chắc là trưởng cái bàn vô cuốn họng quá. Cầm mày, đi về đi, cầm mày. À, không phải từ cái micro, nói nghe nè. Tôi nhà... không có rảnh đâu, nhà tôi buôn bán ngày nào bà cũng qua nói điên, nói khùng hết á. Thầy nói là nhà của tôi có những thứ không sạch sẽ. Tại sao vậy? Tôi cảm giác được là những gì thầy nói hoàn toàn đúng. Ví dụ? Dẫn chứng nha, dẫn chứng điển hình nha. Hôm đó tôi đang ngồi trước nhà đi, tầm 4 giờ chiều thôi. Sao bà nấc như con heo vậy? Tôi bị vong. Vong gì, vong heo dữ hả? Không phải. Sao?
Giờ có kể không, mệt quá. Con người đang, tôi cảm giác con người đang bóp cổ tôi. Đúng rồi, đúng. Ai đứng sau lưng mà. Thôi, nè. Tầm 4 giờ chiều, tôi ngồi trên cái xích đu á. Tôi mới ngồi không sao nha, lúc mới ngồi không sao. Tầm khoảng 3 giây thôi. Tự nhiên cái xích đu nó vậy nè. Nó kiểu nó chuyển động á, nó chuyển động luân hồi á. Đu mà, đu. Nó phải đung đưa, nó mới là xích đu chứ. Còn nếu như mà có người đẩy là xích lô mà. Bây giờ tôi đạp bà là xích ra nè mẹ. Không, ý là mình ngồi xích đu mà nó cứ như này nè. Là xích đu, nó phải đu như vậy nó mới gọi là xích đu. Bây giờ cứ cho như là bà không tin đi. Còn thêm một vấn đề nữa, tôi cảm giác có một luồng gió lạnh, lạnh buốt từng cơn nha. Ở đâu ra? Tôi không biết. Nhưng mà nó đi ngang, nó đi ngang. Bà làm gì mới có gió? Thì đang ngồi thì tự nhiên cái thấy cái xích đu nó đung đưa đúng không? Ừ. Gió lạnh chạy ngang qua cái cánh tay của tôi, buốt cái nách. Bà dở cái nách mà ra gió mới luồn qua cái nách mà được. Cái đó không phải là giãn mát mà là bị buốt. Buốt là tại vì bà lạnh. Thôi không tin. Giờ dẫn chứng khác nha. Dẫn chứng khác đi, thôi dẫn chứng khác đi. Cái này là bà sợ nè. Biết sao không? Tôi nấu cơm ra, nấu xong để chưa gì hết thiêu. Ê má, tin tôi chưa má? Cái vụ thiêu là có thiệt á má. Lên báo Hà Rầm. Ôi má ơi, trong nhà mà để đồ mình nó dễ thiêu là ấy nghe má. Trời ơi, nhưng mà bà... Thôi tin rồi chứ gì. Nhưng mà khoan, để cơm bao lâu mà vậy? 3 ngày. Là mới nấu xong thôi đó. Ông bà chủ bận ngủ. Ba ngày là nó lên mốc rồi mẹ. Thì ông bà chủ bận ngủ, con Trúc không đụng vô. Tôi qua nhà bà tôi ăn. Ai ăn cái cơm đó mà nó thiêu? Không ai ăn nó mới thiêu, 3 ngày thì nó phải thiêu. Vong á. Vong bà nội tôi. Bà đi về đi. Cái chuyện điên khùng, gỡ cái ống chích ra. Hút hết não gì, ngu như con bò. Cái chuyện như con điên, đi về đi. Bà nói vậy được hả? Thu. Ủa, nói gì mà không được? Tôi nhắc lại, tôi bị rối loạn hệ thần kinh thực vật ám ảnh cưỡng chế sang chấn tập lý. Đi ra ngoài đi, nói không vậy. Đừng nói vậy, bác sĩ dặn. Bây giờ bà chích cho tôi một miêu đi. Bà vô cho tôi một miêu đi. Mình vô nhẹ thôi, vô nhẹ thôi, tại vì thuốc nhiều quá tôi bị. Bà nhấn nhẹ tôi một miêu là giờ vô trà đá hay vô gì? Không, có sẵn thuốc trong đây rồi này, thuốc dự trữ. Bà nhấn cho tôi một miêu đi. Rồi trời, phun cây hả má? Phun đó má. Ôi bà kỳ quá à, nhà tôi có cái gì đó ghê lắm. Không có cái gì ghê hết á. Vậy bà không tin đúng không? Không. Trời bây giờ. Má làm nó thế này rồi kìa má. Mà máu hỏng cho ối cho chết thì gì làm gì? Tôi sợ quá. Cái gì Lan, cái gì? Má Lan là má nghĩ. Mày điên đi. Điên đi. Tao chửi cái bàn vô cuốn họng bây giờ. Điên không, mày điên không? Mày làm gì mà la? Cái gì? Mày lấy nước. Hồi nãy lúc tôi qua là cái ly nước trong đó có đá đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nó tan hết rồi. Quá trời, tao tớt luôn rồi. Chốt cái bình trà cho tao. Bây giờ đá nó. Mày điên hả? Bây giờ nước đá nó bỏ trong này thì nó phải tan chứ. Nước đá gặp nước nó phải tan chứ. Còn nếu như bỏ tủ lạnh nó mới đông lại. Đá mà đá không tan, đá xanh xây nhà hả má? Đi về. Cái này là vong linh đó. Vong linh mà điên. Đi về không, tôi báo công an bắt mà. Bà không hiểu tôi hả? Không. Bà bị vô tri rồi. Bà bị vô tri á. Tôi chính thức bây giờ là không còn chị em gà bông gì với bà nữa nha. Thôi gà bông gà hôi gì tôi cũng không thèm. Tôi nghỉ chơi bà lâu rồi má. La xì. Xì bà nội tôi. Chị về đi con điên. Cũng tiền đình. Rồi bây giờ qua phải giùm cô, qua phải. Phải. Không phải, con là trái cô á. Ủa cô, mình đứng cùng hướng mà cô. À không, à, chị đúng rồi, qua phải, con thích qua phải giùm cô nha. Đấy. Đúng rồi, đưa cái lưng hương qua phải. Không, cái này phải quá rồi. Bây giờ con trái đi. Trái đấy. Vừa nha. Bây trái giờ con vừa. Trái vừa. Không, cái này trái quá rồi. Quá. Bây không, giờ mình ý là cỡ bao nhiêu cm cơ? Cỡ 14 cm đi con. 14. Con trừ là 14 cm giùm cô nha. Đừng có nhiều quá, nó qua số âm á. Đây đúng không cô? Này hả? Không, con xoay lại. Xoay theo cái đồng hồ á. Chị cái đồng hồ. Thôi cô muốn hướng mấy giờ? 4:30 đi, 4:30 chiều đi. Rồi. Tức ghê, có nghĩa là vậy nè. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ lông mạch, con hiểu không? Thì bây giờ mình phải quay cái đầu con rồng về đây. Đó,
Long mạch mà là mạch của con rồng, con hiểu không? Hiểu rồi, nhưng mà vậy sao nãy cô cũng làm đi, kêu cũng làm chi vậy? Không phải, tại vì cô phải đứng ở từ xa để cô nhìn nó, cô quan sát á, cái diện rộng đó. Rồi giờ được chưa cô? Cô thấy ổn rồi. Nhưng mà con thấy nha, con thấy cô làm vậy cái nhà nó ghê quá cô ơi. Ghê chỗ nào trời? Con thấy hả, cái gì mà cúng kiến rồi bùa biết tùm lum tùm lát. Đừng có nói nữa, con đừng có nói nữa. Chỉ là do con không hiểu cô thôi. Căn nhà này bây giờ đang bị ma quỷ ám, con biết chưa? Cô đại diện cho chính nghĩa, cô đại diện cho người trần mắt thịt. Cô sẽ bảo vệ căn nhà này, cô sẽ bảo vệ xóm làng này. Con thấy là cái xóm này, cái ngôi nhà này cần bảo vệ khỏi cô thì đúng hơn. Con cứ nói cái gì đó thiệt sự á, cô biết là con đang đùa giỡn thôi. Nhưng mà Tuấn nè, cho cô hỏi một câu. Thí dụ nha, trong trường hợp mà mình không có thể nào mà mình trừ khử được những cái điều mà u uất này á, thì con liệu là sẽ cùng cô cao chạy xa bay đến những cái vùng trời bình yên không? Là mình bỏ đi hả cô? Đúng rồi, lúc đó tụi mình sẽ sống ở trong ngôi nhà quả hồng, tụi mình sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Rồi mình có hát ca khúc đó không? Tụi mình không hát ca khúc đó. Nhưng mà không được đâu. Con đi về ba mẹ con tự con luôn á, quýnh con chết. Con khùng quá à. Con phải suy nghĩ thật kỹ chứ. Ba mẹ chỉ là người đẻ mình ra thôi, con có chuyện đi đứng là mình phải tập tành, hiểu không? Trời ơi, rồi. Bây giờ giúp cô đi, đi với cô đi. Đi một chuyến thôi. Đi một chuyến hả? Mà đi thì phải đi với người nào đó xứng đáng đúng không con? Đúng. Lâu lắm rồi cô mới được nghe Tuấn nói câu này, thật sự rất là đúng luôn á. Tại vì á, ông bà mình cũng hay nói là không phải là mình đi đâu, mà là mình đi cùng ai. Nhưng không phải cùng cô. Cô làm cái ghê quá, nãy giờ cô cứ xà nẹo vô con hoài à. Thì con chỉ muốn cho con có được một cảm giác an toàn và che chở thôi. Thôi. À, 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 gì vậy? Cái gì đây cô chị? Cái miệng ăn mắm ăn muối đó bậy đó bà. Đừng đụng vô, đây là những cái cô đang phong ấn lại. Cô đang trừ khử tà ma. Rồi nhà con bé không cho nó vô á cô. Trời thôi, hư rồi hư rồi. Nó mất đi những cái năng lượng nãy giờ cô kích hoạt lên này. Thôi vô đại đi, vô đại đi. Vô đi chút. Ủa cái thế vô khó lắm mà. Cô chừng, cô chừng nó dướng. Rồi. Rồi đắt luôn. Thôi để đỡ đi, mệt quá. Hư rồi đó. Cô làm gì mà thấy ghê quá à. Ghê chỗ nào, ăn nói bậy bạ đi á. Cô đang bảo vệ cái nhà của con. Cái nhà của con bây giờ ma quỷ nó ám rồi. Cô làm y như cái chùa luôn. Giống cái chùa đúng không? Vô đây. Trời ơi hay quá. Biết sao không? Giống cái chùa là đúng. Tại vì bây giờ cái nhà của mình đã quá âm khí rồi, thì bây giờ giống cái chùa là nó sẽ đầy sự ấm cúng. Thấy cái âm khí duy nhất là ở đây nè. Con nói gì cô buồn nhiều á. Con nói cô á. Nè. Gì? Cô vừa phải thôi. Gì? Đang nói chuyện với cô á, cô làm cái nhà thấy ghê. Rồi cô để cái bình ở đây rồi sao ăn cơm? Cái bình gì? Con nói cái bình gì? Cái này là cái gì? Đây là cái lư hương. Con sống quá ích kỷ. Con sống cho bản thân con quá nhiều rồi, tán tận lương tâm. Mình là người trần, người trần mắt thịt đúng không? Mình là người dương mà. Mình ăn được thì người ăn người ta cũng phải được ăn chứ con. Người ta ăn cái người ta kể kiểu người ta sẽ suy nghĩ trong đầu á là sao người trần thế người ta tốt bụng và ấm áp đến thế, hiểu không? Xong cái bắt đầu người ta lui bớt đi chỗ khác dần, hiểu không? Thì cái nhà của mình bắt đầu mới lại có dương khí lại, hiểu không? Con không có tính. Con sống con nghĩ cho con ăn cái no cái bụng à. Anh có đồng ý vụ này không? Không, nó không ý đâu. Thôi giờ anh với em gỡ cái này ra đi. Yeah. Con đứng im đó nha. Con bước tới một bước nữa là cô chị lấy cái nhà cô chị cắm vô cuốn họng cô chị chết cho con coi. Trời ơi, cô nói gì cô phải làm á nha. Cô hứa là giờ đâu. Ê nè, cẩn thận. Cẩn thận cái già gì mà văng như cái bàn tới. Ui trời, trời. Ui là trời. Vô lẹ lên. Bà đi vô đây, bà đi vô đây. Hư hết rồi. À, peekaboo my friend. Bà xong chưa? Dạ xong rồi. Trả lời đi. Hỏi gì đâu trả lời mà. Chưa hỏi hả? Chưa. Bà dựa vào đâu bà nói cái nhà này có ma quỷ? Cái miệng nào nói? Cái miệng nào nói, tôi nói nhà này có ma. Bà nói. Bà nói là bây giờ nhà này ma quỷ nhiều lắm rồi. Tôi không nói nhà này có ma quỷ, nói nhà này không được rẻ. Tại sao? Tại vì con này. Này nó bị gì? Mày làm nghề gì trong cái nhà này? Tôi làm giúp việc. Giờ giúp việc mày đi đâu? Đi coi bói. Mày đi coi bói ai làm việc nhà? Hàng gì á, nãy giờ em cũng nghe cái mùi. Mùi hả? Ừ. Đó thấy mùi gì đâu ta? Không nghe. Mùi gì? Có nha. Nặng nha. Ồ hai. Ok ha, ok. Đó, vậy thì không ai làm việc nhà. Thấy thì cái nhà phải gì các em? Phải dơ. Đó. Các em hiểu chưa? Dạ hiểu. Tam trường.
mà ý là tóm lại là bây giờ lỗi là lỗi của ai? Của bà. Ê ê khoan từ, tôi không biết lỗi của ai nhưng mà cho tôi ra được không? Cái này xiết cổ tôi chết á. Sao giờ này mới dậy? Cất vali đi. Ủa khoan à, chị là... Chi phải không? À, dạ dạ dạ. Chi? Chị... Gì? Cất vali. Khoan nhưng mà chị là ai vậy ạ? À, em thấy cái thái độ này hơi lòi lõm nha. Chắc là chị chưa biết con Chi này làm cái gì trong nhà này rồi. Em truyền hồn báo danh nó cho chị biết. Tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều do con Chi này thao túng. Em tự thấy mình là một người cực kỳ có quyền lực. Và cái thâm niên mà em sống trong cái nhà này á, nó nhiều hơn cái tuổi đời của chị nữa đó. Nói cho chị biết, hạn chế những thái độ đó lại giúp em nha. Cô Chi ở đợi đúng không? Quảng cáo quá à. Thì chị ở đợi thì sao? Thì khách tới nhà không trà thì cũng phải xách vali chứ. Không, Chi là một cái người á, cầm được là buông được. Cỡ chị á, một người phụ nữ già nua xấu xí ăn mặc sớn xúa nó như vậy á, Chi không có buồn mà nắm lên để mà thả xuống đâu nha. Rồi bây giờ cô có làm không? Ủa sao tôi phải làm? Nè, tôi đang tự hỏi cô là ai, tại sao cô tồn tại trong cái nhà này nè. Bây giờ cô đi liền chưa? Hả? Cô là cái quân lừa đảo, cái quân cướp giật gì ban ngày đúng không? Nè, cô không đi nha, tôi lấy chổi tôi quét cô ra khỏi nhà đó. Ủa, Lan, mới vô hả? Nãy giờ em tới đây nè, mà chửi quá à. Thôi thôi, cất đồ lên nhà này nghỉ đi, chiều anh chở đi ăn nè. Em chào chị Lan. Dạ, em là bé Chi giúp việc. Dễ thương, đáng yêu mà em vui tính lắm kìa. Vali này là của chị. Dạ thưa chị Lan, bé Chi đã cất vali cho chị rồi. Chị nãy giờ thật sự là có nhiều điều nó gây cản trở cho cái cuộc nói chuyện của chúng ta, nên là chắc chắn là sẽ có rất nhiều sơ sót, nên có gì chị bỏ qua giúp em. Tôi để bụng quen rồi. Hai, giờ mình tới phần dạo đầu đi. Chị Lan là người gì ha? Chị xuất xứ ở đâu? Tôi ngoài Hà Nội vô. À, vậy là chị thi công và lắp ráp ngoài Hà Nội hả? Dạ. À không phải, ý là tại vì em ít ngoại giao với là bạn ngoài xã hội, hiểu không? Ngoài Hà Nội mà sao chị nói không phải tiếng Hà Nội ha? Ủa vậy chứ cô ở đâu? Em miền Tây. Vậy sao cô không nói tiếng Tây? Chất phát lắm. Ủa mà chị là người Hà Nội mà ngày hôm nay chị vô trong Nam, vậy là chị ăn Tết trong đây hả chị? Tôi ăn Trung Thu, được chưa? Ăn Trung Thu? Ủa khoan xí. Ủa Trung Thu, chị, Trung Thu qua quá lâu rồi chị. Vậy chứ gần Tết, tôi cũng vô đây ăn Tết, chứ không lẽ ăn gì? Cái người chị này đáng yêu thật sự. Chị có hài hước lắm mà em cứ nói chuyện với ai mà hài hước. Em cứ mắc cười. Xin lỗi cho em một phút em cười. Chị, nãy giờ mà em có nói cái gì sai sót á, chị bỏ qua cho em nha. Tôi để bụng quen rồi. Chị tôi uống nước được chưa? Dạ, em mời chị. Ủa chị, nói nghe nè. Bớt hỏi chuyện lại. Khách tới nhà không trà thì cũng phải biết dọn cơm chứ. Xuống dưới dọn cơm đi, tôi đói rồi. Chị định ăn cơm. Ừ. Ngay bây giờ. Ừ. Ủa, em cứ tưởng là chị no rồi chứ. Tôi ăn cái gì mà no? Nước còn không được uống này nè. Thì tại vì nãy giờ em thấy chị để bụng á, chị để bụng hơi nhiều á. Bây giờ bụng dạ đâu nữa mà chị ăn cơm. Hay là bây giờ chị ráng ngồi ở đây nghỉ ngơi để cho cái bao tử của mình nó hoạt động, nó tiêu hóa hết đi ha. Tầm 15-20 phút đi, rồi em làm cơm cho chị ăn. À,
Alo. Alo mày hả? Trúc ơi, Trúc hãy lại đây. Trúc ngồi xuống nói chuyện với cô Chi đi. Cô xin lỗi, cô làm thơ không có vô lắm. Nhưng mà ý là cái tâm của cô là cô Chi muốn là con Lợi ngồi nói chuyện với cô á. Trúc, này cô hỏi thiệt nè, cái bà Lan á, bà Lan ở trong nhà mình hiện tại á, bà là cái gì, thân thích gì gia đình con? Trời ơi, cô nói gì kỳ quá hả? Cô Lan là em của ba con đó. Con Lan là em ba mày? Dạ. Cái con Lan mà già già hả? Em đó cô. Trời ơi, mà sao mà em mà già hơn anh dữ vậy trời? Cô cẩn thận, em ruột đó. Trời, em ruột á hả? Dạ. Chứ phải em xã hội hả? Em ruột. Hay là có khi nào em gái mưa mà con không biết không? Cô tào lao quá à. Thế hả, em ruột. Nhưng mà cô cảm giác á là ba của con thương cái con Lan á nhiều á. Dạ, tất nhiên. Tại vì anh em với nhau người ta thương nhau lắm, ở trong gia đình người ta quý nhau mà, chứ đâu có như con với cô. Hả? Mà có chuyện gì vậy cô? Thật ra thì cũng không có gì. Cô chỉ muốn hỏi thăm để biết coi cái người đó là ai, rồi để mình tiện cách xưng hô, rồi mình đối phó. À không, kiểu đối xử á. Vậy thôi. Mà cô Chi nha, con nói cô Chi nghe á, cô Lan á ngược hoàn toàn với ba mẹ con đó. Ngược? Ba mẹ con hiền lành, cô muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cô Lan là rất là khó tính á. Ba mẹ con suốt ngày ngủ ghê vậy đó, nhưng mà cô Lan là thức cả ngày cả đêm. Thức cả ngày và đêm? Đúng rồi. Ủa, con Lan đó là cút con cú hả? Để tao canh coi tối nè, nó có chổng đầu xuống đất nó ngủ không nha. Mẹ cô quá, cái gì con này con nọ. Nói cho con biết nè, đừng có hăm dọa con Chi này. Cô Chi là một trong những người siêng năng nhất cái xóm này, làm lụng, siêng năng, chăm chỉ. Mắc cái gì mà cô Chi phải sợ con Lan đó? Thì con nhắc trước cho cô Chi biết thôi, chứ cô Chi siêng nhất cái xóm này luôn. Ủa nghe nói con đang bận mà sao con không có đi chỗ khác, để tự nhiên ở đây làm việc của Chi. Ủa sao con nói gì, các con đi liền. Sao con đi liền? Em chào chị Lan. Có chuyện gì mà chị đường đột kiếm em quá vậy? Cô cũng lỡ đợ cái nhà này mà. Sao tôi không thấy cô làm gì hết trơn? Cô ngồi cô chễm chệ, ngồi chơi xơi nước vậy cô Chi? Tôi nghe này chị Lan, chị có thật sự là một người thấy rõ được hết tất cả mọi việc không mà chị dám phán xét em như vậy? Sáng giờ cái gì cũng đã làm xong hết rồi nè ha, rửa chén cũng làm rồi nè, rồi giặt đồ cũng giặt rồi nè, rồi chứ mà trời ơi, lau nhà lau luôn rồi, gì cũng làm hết trơn rồi, bây giờ đang ngồi chill. Giặt đồ bằng gì? Giặt đồ bằng máy giặt. Rồi lau nhà bằng gì? Lau nhà bằng cái cây lau nhà. Hờ, là tất cả mọi việc là làm bằng máy, làm bằng dụng cụ hết trơn vậy đó hả? Thì đúng rồi, thì mình có cái nào tiện ích thì mình làm thôi chứ sao vậy? Ủa vậy rồi mỗi lần Tết rồi mọi người sum vầy rồi làm gì? Đánh bài, nhậu. Ôi ôi, nhiều khi chia sẻ luôn. Chi? Ê, Tết đi nhậu không bà? Nhậu cái gì? Tết là cái gì? Tết là đoàn viên, là mọi người phải sum vầy lại với nhau. Mình giữ những cái nét truyền thống, là mình phải gói bánh chưng, là mình phải cùng nhau dọn dẹp, lau dọn nhà cửa, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn. Chứ đâu mà cái gì mà, ủa không lẽ là bây giờ là tất cả đều sống bằng dịch vụ hết hả? Ủa chứ sao má, trời thời nào rồi, chuẩn bị bước sang 2021 luôn. Ủa rồi nếu như mà hả muốn tiếp khách thì lấy đồ ăn đâu ra mà đãi khách? Đi mua, bây giờ dịch vụ đầy mà trời. Không được, tôi không biết từ đó tới giờ mấy người sống dịch vụ, sống máy móc như thế nào. Nhưng mà từ khi có tôi ở đây, tôi sẽ cải tổ lại cái nhà này. Làm sao má?
đánh bạn gì là ai ăn. Gì vô kể nghe coi. Không, đang buồn á. Sao cười? Không, buồn nhưng mà nước mắt chưa có tuôn trào ra ngoài. Nhưng thật sự là đang buồn. Không, ý là đang buồn á, nhưng mà tại vì nước mắt mình chưa có rặn kịp đâu mà. Ô mẹ đi. Ý là biết rồi nhưng mà sao buồn. Buồn kể nghe coi. Chuyện là như thế này. Là có hồi tưởng không ba? Hả? Có hồi tưởng không? Không, không, ý là nói câu ra xong là bắt đầu tập trung nhớ lại coi định kể gì với bà. Trời ơi, thường người ta làm cái này là có hồi tưởng đó mà. Không thôi kể đi. À, là chuyển qua một cảnh khác hả? Ừ. Không mà. Trời ơi, khùng quá à. Biết sao không, trời khó chịu tức tối lắm, giận lắm kìa. Cái gì? Bên nhà tôi tự nhiên có một cái con mẹ nào là vừa già vừa xấu vừa khó chịu, hằng học ập vô trong nhà tôi bắt tôi làm chuyện này chuyện kia. Trời, tôi khó chịu kinh khủng khiếp luôn á. Ai? Cái gì mà nói chung là người quen anh em gì của ông chủ vậy đó. Ủa nhưng mà bà là người giúp việc thì bà phải làm chứ ai làm má. Không phải, nhưng mà ý là tại vì bình thường là tôi lau nhà là bằng cái cây hiểu không? Ừ. Bây giờ nói không, bây giờ bắt tôi phải lau nhà bằng cái nồi dẻ. Bắt tôi trường, tôi bò ở trên cái nền nhà chẳng khác gì một con chó, tôi nói thiệt. Không, con chó nó không có trường, nó bò được vậy. Con chó nó cũng không biết lau. Vậy giống con rắn đi. Con rắn cũng không biết lau nhà nữa má. Ý là trường á. Trường thì bà lau cho sạch nhà thôi chứ có gì đâu. Không, thí dụ như là quần áo bỏ vô máy giặt là xong rồi đúng không? Bây giờ tự nhiên bắt tôi phải giặt bằng tay. Trời, cái đôi tay ngọc ngà này tôi đâu có thể nào má mà. Má ơi, ở đường mà tay ngọc ngà à. Chứ bây giờ bạn hiểu không? Tự nhiên... Không, bà không nói gì sao mà hiểu má. Ý là tôi, tại vì cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua là sẽ là đi thu thập thông tin ở trong xóm, rồi đi kể lại cho bà, báo cáo lại cho con Trúc, rồi kiểu chia sẻ với thằng Tuấn vậy thôi hiểu không? Rồi đêm nằm á thì tôi cũng gối đầu lên những giấc mơ hiểu không, những giấc mơ đẹp á. Tự nhiên bây giờ tôi phải làm những cái công chuyện đó, đâm ra tôi cảm thấy bị có lỗi với chính bà. Xong cái tự nhiên bây giờ bắt tôi đi ghi gì gói bánh tét, bánh chưng, bánh dày, tôi đâu phải lăn liêu đâu má. Trời ơi, tự nhiên làm những công chuyện đó tôi cảm thấy tôi có lỗi với bản thân tôi rất nhiều. Bà có nói gì bà không mà bà làm gì mà thấy có lỗi? Bà miệt thị tôi, bà nói tôi là hả không có biết cái gì những cái văn hóa truyền thống. Nét văn hóa truyền thống, đúng rồi má. Hay quá. Mãi mãi là chị em. Mãi mãi là chị em. Ủa nhưng mà nói nặng quá vậy. Nói tôi không có biết giữ gìn những cái văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Nói tôi hả là lúc nào cũng chỉ biết đi nhiều chuyện. Bà Tám cái hỏi tôi vậy nè. Ủa nhiều chuyện với ai vậy? Cái tôi nói hả, nhiều chuyện với con Thu Tịch quá. Nói nặng quá vậy. Ồ, ừ, nó hả, cái nó là trời, con Thu Tịch quá hả, cũng là một con nhiều chuyện sao? Cái tôi nói, hả, mày dám nói đụng đến con Thu Tịch quá hả? Tao sẽ qua nói con Thu Tịch quá cho mày chết. Được rồi, nếu như nhớ ra đụng với hai chị em mình thì hai chị em mình sẽ qua giết nó. Đi. Ê, khoan. Bà, sao không, không, có cái gì bà nói bình tĩnh, không, tôi không sợ phải, gì vậy? Không phải, tôi không, bà không tự tin hả? Tôi không phải không tự tin mà tôi sợ. Ê, hơi hèn nha. Không phải, mình là kiểu mà mình dạng mình băng đảng mà. Mình đi mình phải cái bè cái lũ chứ. Đúng không? Mình phải cũ một Tuấn. Đúng không? Mình á, nói tới một người là mình có một ba người thôi. Đúng rồi, tụi mình là đại diện cho giang hồ. Đúng rồi. Còn Tuấn là diện cho công lý. Đúng rồi. Ôi, vậy có khi nào Tuấn nó bắt mình không trời? Không, nó không bắt mình đâu, mình người nhà nó không bắt đâu. Bây giờ bà. Mình qua cứu. Cứu ai ta? Hả? Mình đi cứu bà. Ồ, không, không. Đi cứu thế giới đi. Đâu, chúng ta đi giải cứu thế giới thôi. Đi. Đi thôi. Ê. Đúng rồi. Đó, kẻ qua. Xong. Trời ơi, giỏi quá Tuấn. Trời ơi, anh gói như tiệm gói luôn á. Hay vậy? Cái gì nữa, anh là xịn chứ bộ. Cô Lan hát gói đẹp không? Công nhận nha, cô mới chỉ chút xíu thôi đó mà làm được nguyên cái bánh à. Trong khi con rồi Trúc, từ nãy giờ tính ra anh Tuấn còn hối được cái bánh, con mới cho nhân rồi Trúc.
Con chưa cho cái thịt vô. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay tụi con thấy gói bánh vậy vui không? Dạ vui nha. Đó, mấy cái nét truyền thống như vậy là mình phải giữ gìn chứ. Không thay vì bây giờ Tết mình ra ngoài chợ không bỏ tiền ra mua bánh chi, trong khi đó là mua đồ về nhà mình tự gói, xong mình hấp, mình chia sẻ với bà con hàng xóm có tình làng nghĩa xóm không? Dạ đúng rồi cô Lan, con thấy từ lúc mà cô Lan vô đây, cô Lan chỉ tụi con những cái truyền thống như này, thấy cái Tết mình nó vui hẳn luôn á. Hôm ấy á, mỗi năm Tết á, cô vô đây chơi tụi con đi. Trời, con nói không lẽ bộ hàng năm không ai chỉ tụi con làm này rồi không, mọi người không có phụ nhau dọn dẹp gì hết hả? Trời ơi cô ơi, may là cô vô đây cô kêu người ta mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đàng hoàng vậy á, chứ cô mà không vô á là cái nhà cửa nó tan hoang luôn, chứ đừng có nói Tết nhất. Thì có cô ơi, cái nhà này có người giúp việc như không mà, làm thấy bừa ra không à? Có như không có vậy á cô, thiếu điều là bày ra cho tụi mình dọn luôn á. Đúng rồi. Hai đứa nói cô chi phải không? Chứ ai nữa. Nói chung trước khi mà cô vô đây nè, cô không biết cô chi làm sao, nhưng mà từ lúc mà cô vô đây rồi mấy ngày hôm nay nè, cô chi là chịu khó lắm nha, phát huy tứ chi luôn, một tay là nhà cửa là cô chi làm hết đó, dọn dẹp giặt giũ quần áo rửa chén cơm nước cô chi làm hết đó. Cái gì phải không? Cô nói thì sao chứ con thấy cô làm gì đâu. Con nói thì trong xóm này á, có mình ba mẹ con là sai được cổ thôi, mà ba mẹ con ngủ ngày ngủ đêm rồi, không có một ai mà nhắc nhở gì cổ được hết trơn á. Bây giờ cô Chi cũng thay đổi rồi, tụi con phải có cái nhìn tốt hơn vậy cô Chi chứ. Đừng nghĩ cô Chi gì nữa nghe chưa. Nào đi. Hay quá con trai. Cái gì vậy cô Thu? Hay quá, cô kiếm con nãy giờ Tuấn. Mà có chuyện gì vậy hai cô? Thì cái sự có mặt của con ở đây là con đại diện cho chính nghĩa, để con phải trừ gian diệt bạo. Đúng, con lấy cái lòng dạ chính nghĩa của con cứu cái lòng dạ nhẹ dạ cả tin của bả đi. Vậy là tức là có người nghiêm hai cô. Để con đi báo công an. Ơi cái gì vậy? Bình tĩnh anh. Từ phần 1 tới phần 2 con vẫn làm trên phường hả Tính? Học bình tĩnh đi, tại cũng gần Tết rồi. Thì đại khái là có một vài người ỷ quyền ỷ thế, xong cái cứ bắt nạt người khác, rồi tôi thấy không phục tí xíu nào hết. Gì? Một khi mà mình muốn nói ai mình cứ nhìn thẳng vô mặt người ta, mình chỉ người ta thôi, có gì đâu mà phải sợ. Ừ, tôi tin bà. Đúng vậy? Rồi, đó là những người mà bẫy cậy quyền cậy thế ăn hiếp người ta. Có những người lòng lan dạ sói, khẩu Phật tâm xà. Mai Lan Cúc Chúc. Chúc mừng năm mới. Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hai cô nói cái gì mà tùm lum tùm la vậy? Đúng rồi đó, không hiểu gì hết trơn á. Bà nói gì vậy? Tại bà không á. Không, để tôi dạy cho bà một cái bộ câu bốn chữ là không có chút. Ô mẹ ơi, bà không á, tự nhiên bà nói làm chi chứ lộn tùm lum la. Mà tóm lại từ nãy giờ là hai cô đang nói ai? Con muốn biết chứ gì? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, xa mặt cách lòng, lòng mẹ bao la bậy nửa cô nữa đó bà. Tôi tức bà ghê luôn á. Hoan giờ tóm lại là sao gì mà hai cô cứ lần quần hoài luôn á. Nè cô Chi, cô không thấy là trên YouTube á người ta comment nói là cô nói nhiều quá hả, cô nói không vô chủ đề gì hết trơn trội á. Nghe đừng nói vậy, đừng nói gì kỳ lắm nghe bị. Thì mình không biết phải giải thích làm sao. Phim mình là gì? Là sitcom. Sitcom không nói thì làm gì? Giờ không lẽ đánh nhau Chi? Gì? Người ta góp ý thì nghe đi, đừng có nói bậy bạ nữa. Thôi, nói tóm lại cái người mà hai người muốn nói từ nãy giờ á là ai? Đếm đi. 1, 2, 3 là ba. Ủa, hai cô sao vậy? Con thấy cô Lan dễ thương gần chết luôn, tiền đổ thừa người ta. Đúng rồi, cô Lan làm gì cô nói đi cô Chi. Dễ thương chút. Sao con cứ nhẹ dạ cả tin từ phần 1 tới phần 2 vậy? Con mang cái tấm lòng thiện lành đó tới đây làm gì? Người ta ăn hiếp cô Chi. Được rồi, để đó chứ cô. Trả lời đi. Nè, bà nghĩ bà là ai mà bà bắt con nhỏ bạn của tôi dọn dẹp? Ủa thì gần Tết phải lau dọn nhà cửa mới đóng Tết được chứ. Ủa nhưng mà mắc cái gì bà bắt con nhỏ bạn của tôi giặt đồ bằng tay chứ không phải bằng máy? Rồi mùng màng chiếu gói giặt máy giặt làm sao? Ủa nhưng mà tại sao lau nhà bà không cho nó lau bằng cây mà bà bắt nó lau bằng khăn? Lau bằng cây lau nhà thì làm sao mà lau được những cái ngóc ngách trong nhà? Phải lau bằng khăn thì những cái ngóc ngách trong nhà nó mới sáng mới sạch được. Nè đó đó, nhà bây giờ là sáng sủa nè. Thấy không? Thấy. Ủa? Nhưng mà bà nghĩ bà là ai? Bà ỷ bà là ai mà bà sai người ta? Em chủ nhà. Em gì? Em ruột. Wow. Alo. Alo. Nghe nghe. Sảy ngủ rồi. Lăng. Sao Lăng?
Mình là Thu, máy đẹp quá thế bên này nè. Lan có cần gì cứ chạy qua bên đó mua đồ ha. Tại Chi nó chạy qua nó nói chuyện không đâu không được, nên tôi mới không biết tôi qua cho tôi bị hồ đồ bà thấy hồi đó giờ không. Từ phần 1 tới phần 2 có bao giờ tôi qua nhà bà tôi không hồ đồ không? Thôi Lan nghe cái chuyện gì bỏ qua đi, đừng có để bụng nha. Tôi để bụng quen rồi. Thôi, con nói cô Chi á, lúc nào cô Chi cũng đi vu oan giá họa người này người kia. Cô Chi có thấy từ ngày cô Lan vô đây là cái nhà của nó sạch sẽ khác hẳn không? Bây giờ tôi hỏi mọi người nè, cái trách nhiệm của tôi là người bị hại, tôi là nạn nhân. Khi mà tôi kể cái câu chuyện đó lại với bà đi, tôi truyền đạt lại thì tôi phải tạo những cái gì đó nó kích thích, nó sinh động, bà nghe bà thích thú hơn đúng không? Cái chuyện của bà là cái dạng đơm đặt. Thôi bên tôi. Rồi để bên bà. Tết này tặng quà nha. Được tặng quà. Quà gì? Tặng cho cái kia. Ủa gì vậy? May cái bỏ bà lại. Trời. Ủa nói nghe nè mọi người ơi, tôi cảm giác là tự nhiên gần Tết cái thấy mọi người rất là bận rộn luôn. Bà làm gì bà dán giữa trán vậy? Dán cái tét lại nè. Mà sao bà dán ở trên trán vậy? Trời giờ để đâu, để nó bay xuống rồi nó dính bụi nữa, dơ nó dán rồi xong để xuống. Có nghe tôi hỏi không? Hỏi cái gì? Không hiểu mấy ngày cận kề Tết sao cảm giác ai cũng kiểu tất bật á, kiểu trộn rộn sao á. Bận chứ cô, tại vì Tết mình phải chuẩn bị nhiều thứ cho cái năm mới mà. Không phải đâu con, tại bà không có nhà nên bà không biết dọn nhà là gì. Tết ai cũng phải dọn nhà bà nội. Mà thấy kiểu tại sao mình phải làm những cái chuyện đó hiểu không? Tại vì hồi trước giờ tôi không biết được là Tết mình phải làm cái gì, mình phải mua cái gì. Tại vì thấy tự nhiên gần Tết cái thấy mọi người ai cũng cười. Hiểu rồi. Là tại vì hồi đó giờ á, ngày nào bà cũng dọn dẹp nên bà không hiểu được cái cảm giác mà tất bật ngày Tết là gì đúng không? Đúng rồi đó, kiểu. Với lại kiểu mình không có nhà đó nên thấy người ta sắm đồ cho nhà mình cái mình. Đừng nói vậy, nói vậy là tổn thương á, xúc phạm á. Bà nói gì gần Tết tới nơi rồi, nó có gì để còn gọi là trang hòa tình làng nghĩa xóm. Rồi nói lại nè, bà toàn là ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên bà không hiểu cái cảm giác. Không, câu này nặng hơn câu trước. Câu này nặng hơn rất nhiều luôn á. Chứ sao? Mày nói chung là tôi không có biết Tết là gì hiểu không? Bây giờ cảm giác Tết nó mới mẻ, mình bị bỡ ngỡ. Cô làm gì căng thẳng vậy? Tết là mấy ngày vui mà, giống như trẻ em tụi con là nha, mấy ngày Tết sẽ được lì xì á. Hai cô chuẩn bị tiền lì xì cho tụi con chưa? Tốt. Thật ra thì con là cái tuổi mà đủ lông, đủ cánh rồi. Bay đi con. Mở không. Cửa bay ra khỏi nhà đi con. Lông con mọc càng ngày càng nhiều cô đi. Mà sao cô thấy được lông con mọc càng ngày càng nhiều hay vậy? Nè lông nè, lông râu á. Lông râu. Ôi vậy với con hỏi nè, vậy mỗi năm cô ăn Tết sao? Mấy năm ngoái gì trời, nhà cô nghèo. Nhà cô nghèo lúc đó là cảm giác như không có Tết. Nên là mấy năm trước nhà tôi nghèo, chứ không có biết là mình cần phải làm gì. Nghèo mà không biết điều. Không, cái câu này nặng hơn câu hồi nãy á. Trời ơi mệt quá. Thôi đừng có buồn nữa. Buồn ra. Thôi làm cái gì vậy? Cháu tôi, nó là người đã chủ động, tôi chỉ là người bị động thôi. Bà cứ nhúi nhúi cái đầu vô trong cánh người ta. Nó chủ động kêu tôi vào, rút vào trong nách nó. Thôi đi. Thôi bỏ qua đi. Giờ còn hỏi cô Chi nè. Vậy tới hôm nay cô có dự định gì không? Cô có. Cô dự định sẽ có con. Nói điên nói khùng gì? Không, ngay cái đoạn này là tôi chuẩn bị là lấy cảm xúc vui mừng luôn á. Sao cái đứa cháu nào của tôi bà cũng phá hết trơn vậy? Không, thật sự cái đó là cái dự định của tôi trong tương lai thiệt. Không có mà. Chuẩn bị làm thiên chức rồi. Bà biết bao nhiêu tuổi không? Đừng nói, cái đoạn đó buồn lắm. Thì thôi, bỏ qua cái chuyện cá nhân của tôi với anh Tuấn đi. Giờ tôi hỏi thăm nè, biết sao ông bà chủ đưa quá cho tiền luôn để chuẩn bị mua đồ cho Tết này nọ nè, mà tôi không biết mua gì hết. Ê chỉ dạy tôi đi, phổ cập thêm. Thì đi mua mấy cái đồ giống tôi nè. Chỉ đi con. Tết hả con? Ừ. Theo con thấy thì mình thấy gì đẹp mình mua thôi. Con này cứ khéo nịnh cô Chi. Con đang đề cao tính thẩm mỹ của cô Chi đúng không? Đúng rồi, nhìn hai trái bắp của bà là biết cái gu thẩm mỹ của bà rồi. Bà nói vậy là phạm thượng. Phạm thượng gì? Này là bắp đi tóc. Cái gì nữa? Gì? Đi tóc. Không ai lấy bắp mà đi tóc hết trơn á bà. Nó không cạn. Nhưng mà giờ sao mua đâu? Giờ vậy nè, con thấy đầu ngõ của cái shop á bán đồ ok lắm, cô đâu coi thử coi. Là đầu ngõ? Đúng rồi. Ủa vậy là cái đó là cái shop luôn hả? Cái shop. Con nhỏ là tên shop má. Con shop mới mở. Nhưng mà cái đó là cái tiệm. Ừ. Nhưng mà con nó tên shop. Ừ. Thôi tranh thủ đi, chỗ chứ không bị chửi mệt lắm. Ê đi. Đi đâu? Đi về đi. Chứ mấy người ở lại ăn cắp đồ mấy ngày Tết là ông bà chủ trời khiển trách tôi. Về. Đi chung luôn. Má này Tết đừng để tôi gặp nha. Đánh là khỏi ăn Tết luôn đó má. Về đi, lát nữa tôi về quay lại. Cho yên tâm má, Tết nhất tới nơi rồi, thôi về đi. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc hết năm. Mọi người ai cũng rất vui chờ đón mừng Tết xa. Từ già trẻ lớn bé, rất ưa mong quay về.
Wow. Nghe nè gái. Dạ. Có định làm nghề không? Không làm mấy cái nghề đó. Không, ý là gái là con á, là ý là có định buôn bán không á? Bán mấy cái này con bán. Cô rượng nãy giờ mà cô không thấy con kêu lại, cô kiểu hồ hởi á. Thì cô mua gì cô lựa đi, có tên hết nè. Phải, tại vì cô cần tư vấn đâu tên đâu. Nó nghe nè. Mày có điên không? Cái này chữ nước ngoài sao tao biết, phải cần tư vấn chứ. Bởi hồ đồ. À Tết, này là mình bán đồ Tết hả con? Chứ đồ gì? Tại đây có bán đồ Tết. Ê, ở đây mình có bán mấy cái mặt hàng gì kiểu mà cho Tết, con có tư vấn cho cô kiểu giá cả làm sao để cô biết cô mua á. Thì nhà con bán nhiều loại Tết lắm. Cô đọc đi, cô thích cái nào con tư vấn cho. Nhưng mà combo nha. À tính theo combo là kiểu phần dạ, đúng dạ. không? Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà giá cả làm sao? Combo đi là nhiêu tiền? 50. 50. Còn phần này. Cái đó à? Ừ. 50. Ủa là hai phần bằng nhau. À còn cái phần cuối thì sao? 50 ạ. À. Chưa có đến cái đoạn khác á. Chưa có đến cái đoạn khác biệt về giá cả. À không, giá trong tuần với giá cuối tuần khác nhau nữa. À mình có chia ra giá trong tuần với giá cuối tuần. Kỹ chứ trời. Giá trong tuần với giá cuối tuần nó chênh lệch nhiều không? Chênh lệch lắm. Ồ, vậy thì giá trong tuần đi, ví dụ cái phần này đi, cái combo đây là giá trong tuần là bao nhiêu? Combo này trong tuần 50. 50. Ủa vậy còn cuối tuần thì sao? Cuối tuần thì cũng 50. Còn cái này thì sao, ví dụ cuối tuần với đầu tuần nó có khác nhiều không con? Cuối tuần 50, đầu tuần 50. Thí dụ nó đau con đang. Không, cô chỉ muốn chia sẻ thôi. Thí dụ mà vài ngày nữa mà không có tới Tết á, cô giết con rồi cô ở tù cũng được. Cô gan. Không, cô hơi cọc á, tính cô hơi cọc. Mặc dù là cô là phụ nữ nhưng mà tính cô hơi kiểu đàn ông á. Thì con xin lỗi cô đi, bây giờ cô hỏi lại đi. Tại vì nhà con bán hàng trên hàng dưới khác nhau nữa. Trời ơi, cái gì mà nó tùm lum vậy trời, đã chia combo rồi. Chia cái gì đầu tuần cuối tuần rồi, bây giờ hàng trên hàng dưới nữa đúng không? Thì mẹ cũng dặn vậy. Rồi ví dụ như giờ hàng trên này nhiêu tiền? Hàng trên trong tuần 50. Cái đầu này nhọn không? Nhọn, móc cái khóe đã. Cô ghim vô lá lách con được không? Con nói gì mà nghe búa cái lá lách con bây giờ? Chứ bây giờ nãy giờ mày nói cái gì tao không có hiểu được luôn á. Cái gì vậy trời? Cái gì mà chia ra tùm lum tùm la rồi bây giờ không biết cái nào là cái nào á. Cái nào cũng 50, cái gì chiên gì vậy má? Không phải, tại mẹ con dặn vậy. Đừng có tỏ ra nghe lời ba mẹ nữa. Cái mặt mày lì lắm á. Rồi bây giờ sao tao còn biết tao mua cái gì đây nè. Nãy giờ tao rối quá luôn thiệt á. Thì bây giờ cô rối quá thì cô mua hàng xịn đi. Hàng xịn hả? Nhỏ nghe. Gì? Nhà con thật ra có hàng thường với hàng xịn thôi. Trời, từ đầu không nói luôn. Thì giờ nói dẫn đi một đoạn rất xa luôn má. Là bây giờ chỉ có hàng thường với hàng xịn đúng không? Thôi bây giờ. Ê, xịn nhiêu? Hàng xịn. Ừ. Chắc mua hàng xịn chưa? Hàng thường đi. Còn chắc chưa? Hàng thường 50. Vậy còn hàng xịn? Hàng xịn 50. Lửa. Cho con một cái chân nha. Chi? Cô bẻ cái mắt cá của con ra. Đau. Con biết đau không? Đau. Con biết đau mà con có thể đối xử với một người phụ nữ lớn tuổi và xinh đẹp đến như vậy hả? Rất mất thời gian từ nãy giờ. Chỉ với giá 50 ngàn thôi mà mày chia tùm lum tà lá hết. Bây giờ mua combo cũng được, con mua lẻ nha. Con có bán lẻ. Lấy này đi, này nhiều, trái dưa hấu. Cái gì hấu? Mày báo 50 tao bẻ răng khô mày liền nha. Không, con không có báo 50. Phải vậy chứ. Bao nhiêu con? Về nhà check inbox đi. Cái gì? Check inbox. Mày điên không? Tự nhiên giờ tao đang đứng đây tao mua mày không báo giá luôn, mày kêu tao về nhà check inbox. Không có được. Nhà con bán vậy, giờ cô quay lưng đi. Bước về nhà, mở điện thoại ra, tinh tinh, báo giá xong, hợp lý quay lại đây con bán. Con bị rảnh hả? Không, ở nhà mẹ dặn vậy, cô ngộ. Ủa chứ sao không báo giá luôn ở đây? Biết bao nhiêu người cô, con báo giá cho cô, ta cạnh tranh với con. Nhà cũng bán được á. Gia đình con bị ảo tưởng quá nhiều rồi. Có chơi đồ không? Chơi đồ quá liều không? Đồ gì? Cô nói đồ gì? Đồ hàng á, ý là kiểu hồi nhỏ mình chơi đồ hàng nhiều quá, cái mình tưởng tượng ra được mình làm cha làm mẹ của người ta. Mày có điên không? Mà nhìn xung quanh coi không có ai bán buôn giống mày ở đây hết đó, nên tao mới ghé quán mày nè. Ta không còn một sự lựa chọn nào khác á, mày hiểu không? Cô tới mua đồ mà cô khó khăn quá. 20 phút rồi chưa mua được cái gì trong giỏ hết nè. Trời, cô bình tĩnh đi, thì phút 21 con bán cho cô.
Có biết tại sao nhà con phong cách bán đồ vậy không? Ai tới chỗ nhà con mua cũng gặp may mắn. Thiệt không? Tất nhiên rồi. May mắn hả? May. Thiệt không? May mắn cỡ nào? Trời, câu chuyện may mắn con chưa nghe. Con kể con nghe, nghe ngắn, ngồi nghe ngắn. Bà bảy đầu sớm, biết bà bảy đầu sớm không? Bảy trọc đúng không? Không, mới nó tấp hôm qua. Trời, rất giàu, vừa giàu còn được cái nết sợ ăn trộm. Đúng trời rồi, bà sợ ăn trộm dữ lắm. Rất là sợ. Nhà giàu mà. Bữa Tết ghé nhà con mua con bồ nè. Cái bồ này hả? Bồ này đúng. Vừa đi mua về, tối tới ăn trộm vô nhà liền. Trời, tuyệt vời. Cô muốn rút tủy của con, thật sự. Cô chỉ muốn rút tủy con ra thôi. Nãy giờ không có đến cái đoạn nào mà may mắn luôn á má. Không phải. Nhớ cái nó sợ ăn trộm không? Ờ. Ăn trộm vô, trộm hết, còn gì sợ. Ồ, quá ra là như vậy á hả? Vậy mong muốn năm mới của cô là gì? Mong muốn trong năm mới của cô là cô sẽ xinh đẹp rạng ngời á. Trời, trời, trời. Nhà con ba đời chuyên chị xinh đẹp. Ôi, ba đời luôn hả con? Ba đời. Ủa mà xinh đẹp mà mình phải trị hả? Dạ đúng rồi, phải trị chứ. Ê, chỉ cô đi. Mua hàng đi anh chị. Chắc chắn yên tâm hồi mua hết cái chỗ này luôn. Hướng dẫn bí quyết làm đẹp tại nhà gồm có 3 bước. Bước thứ nhất, có cái nhà. Có bước thứ hai không chứ, tại vì không có nhà. Không có nhà. Không, con chỉ con bước hai, con hứa. Tao ở đợ nha mày. Nhà cửa đâu ra? Tao có nhà cửa, tao không làm ở đợ mày. Chỉ có bước hai nha. Dạ, mình còn bước hai ạ. Bước thứ hai, phải xinh đẹp. Nói bước cuối nhanh đi, cô đi về nè. Nhanh lên, nói bước cuối đi. Cho cô một cái tia hy vọng cuối cùng đi, cái bước cuối đó. Mình còn bước cuối nữa nha cô. Quá tam ba bận. Bước thứ ba, đừng xấu nữa. Cảm ơn cái sự may mắn của con dành cho cô nha. Cô biết ơn nhiều quá. Thôi bây giờ cô mua hàng nhanh, cô đi về nè. Nhanh. Không, tại cô sợ lát cô ở tù á. Dạ mua ạ, dạ con mời cô. Ủa Tết đây mình có bán dao không? Cô order đi tuần sau về ạ. Không, mua liền. Gấp vậy luôn. Mua hai cây đâm vô hai cái bẹ sườn của con. Không nữa, cái lá lách nãy chưa lành luôn á. Rồi bây giờ mua nè. Dạ mời. Mắc cái gì mà Tết tới nơi đi mua đồ trung thu vậy trời. Xin phép từ chối hiểu nha. M-U-A-X-U-A-N M-U-A-X-U-A-N Mùa xuân M-U-A-X-U-A-N. Ôi cô Chi. Ủa trời đất ơi, Tuấn con ngủ hả? Con mới đi chợt về. Trời đất ơi, gần Tết cái công việc bận rộn dữ lắm hả? Dạ chở nhiều việc lắm cô. Phải đi tuần tra lum la đó. Ủa là bây giờ con là trên phường nhưng mà con chuyển qua cái bên đội tuần tra luôn hả? Dạ đội tuần tra. Mà con hỏi nè. Gì? Sao mà nguyên đêm qua con không ngủ, ở nhà con sáng đèn dữ vậy? Trời ơi, nói nào ngay, đi chuẩn bị nè, đi trang hoàng nhà cửa nè. Tao nói mua về cái tự nhiên nãy giờ con nhìn có thấy vui trong lòng. Tết tới nơi tự nhiên lần đầu tiên mình được trải nghiệm, mình được trực tiếp tận tay đi mua những cái thứ hay ho này nè con nè. Thích rồi cô ha. Ủa nó là gì vậy cô? Cái này hả? Cái này ở trong miền Nam mình gọi là nụ tầm xuân, còn miền Bắc người ta gọi là nụ tầm gai á. Xuân á hả? Ừ, nụ tầm xuân. Mà khoan xí xí con hỏi nha. Gì? Thấy này giống trái châu mà. Châu gì? Trái châu trên chiếc cây thông mà. Không có đâu trời ơi, cái này là nụ tầm xuân. Đây nè con nhìn đi, con mua đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi đó. Hay chưa? Ủa? Cây mai nè. Cây mai? Mai vàng khoe sắc thắm. Có lộn không? Cái này sao cây mai được? Cây mai phải có bông vàng này kia chứ. Cô hiểu, đó là tâm lý chung. Thật ra là lúc đầu cô cũng bị hoảng hốt á. Nhưng mà muốn bông mai vàng đúng không? Cái này là cây mai, ngày mai nó mới nở. Cái gì kỳ cục vậy? Con nhìn kỹ đi. Cái này là những cái nụ tầm gai mini. Mini. Nụ tầm gai mini. Đó. Còn cái này là nở ra. Nở ra là vậy nè. Nở ra là vậy. Ừ, đó. Nói chung là cô chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà khoan nha, con thấy sai lắm á. Cái này là cây thông mà cô. Không, cái này cây mai á. Này là không, cô tin là cây mai. Cô tin nó là cây mai thì con cũng phải tin, tại vì con tin cô mà. Đúng không? Trời đất ơi. Cô,
thấy sai sao á, cô có bị lừa không? Cái này là cây thông trang trí Noel mà. Nếu mà có lừa là cô lừa lừa tình cảm của con thôi, chứ mấy cái này là cô đi ra con bé nó dễ thương lắm, nó góp ý, nó gợi ý rồi nó cho mình biết giá cả sao là mình mua á. Cô mua 5 triệu á. Cô qua chỗ shop á hả? Con shop đó bán á, con shop á, 5 triệu. 10 món, mỗi món 50. Cô vậy chắc cô bị lừa nặng rồi đó, mấy cây thông này ngoài bán rẻ lắm, làm gì tới 5 triệu. Cô nhắc lại, đây là cây mai. Nè con nhìn đi, cô có mua nè, đèn ông sao. Khoan. Đây, gì? Xí xí hả cô? Gì? Cái này đèn ông sao, cái này lồng đèn đúng không cô? Đúng là lồng đèn. Mấy cái này là trang trí Tết Trung Thu mà. Con mới nói gì? Tết Trung Thu đúng chưa? Dạ. Là Tết đó con, là Tết á. Tết Trung Thu cũng là Tết thôi hiểu không? Nhưng mà Tết Trung Thu đâu có liên quan gì tới Tết truyền thống của mình đâu cô. Ôi con nói vậy là con không biết rồi, Trung Thu là một trong những cái Tết truyền thống của Việt Nam mình á. Nhưng mà cái Tết sắp tới là Tết Nguyên Đán. Thôi kệ cô, miễn sao nó là Tết là được rồi con. Cô bị lừa nặng rồi đó, giờ con sẽ giúp cô phân tích lại nè. Cái này nè, lồng đèn ông sao. Lồng đèn này là cho Tết Trung Thu. Còn cái cây này là cây thông để cho lễ Noel. Noel là cái gì? Noel là lễ. Là lễ Tết ở bên nước ngoài, bên phương Tây. Cô tính vô luôn hả? Cô là người hội nhập. Cô hội nhập mà quan hệ quốc tế á. Đó, là cái này cũng là Tết luôn. Cô cũng tính nó là Tết luôn á. Nói chung tất cả mọi thứ đều là Tết hết đó. Cô á, con thấy cô bị người ta lừa nặng rồi đó. Cô mà cô trưng mấy cái này ra trong Tết của mình nha, ta cười cô. Con nói gì? Ta cười cô, ta cười vô mặt cô đó. Thôi đúng rồi con. Tết mà người ta nhìn mình mà người ta cười là vui vậy. Tết là phải vui đúng không? Là phải cười đúng rồi. Thôi đúng rồi con ơi. Nhưng mà không, cứ coi như cô sai đi. Nhưng mà cái sai của cô nó mang niềm vui lại cho mọi người, hiểu không? Người ta gặp người ta cười cô là cô vui à, hiểu không? Người vui tôi cũng vui, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Có nghe câu đó chưa? Nó nghe nè, nếu mà ông bà chủ mà có nói cô, có chửi cô á, cô cũng có những cái lý luận chặt chẽ, dẫn chứng đanh thép để cô đối kháng lại. M-U-A-X-U-A-N Mùa xuân. Chơi Tết thiếu nhi mới về hả? Ủa? Trời ơi, bà đi chơi đâu mà hả? Tay á lẫn lộn vậy bà nội? Thu kìa. Chuẩn bị tính Tết rồi đó, bà có trang hoàng gì cho nhà cửa chứ? Tôi thấy cái quán bà kiểu nó sập sệ mà nhìn vô không có không khí Tết đó. Không có cần. Thấy nhà cửa vậy cũng được rồi, chỉ có gần Tết thì lau dọn lại rồi về, mua mấy cái chậu bông về để cho sơm nhà. Tôi nói bà nghe nè, đừng mua nữa. Tại vì mấy cái đồ Tết á, tôi mua cho ông bà chủ á, mà tôi không hiểu sao ông bà chủ chơi khăm tôi. Ông bà chủ chơi khăm bà? Chơi lật ván cờ. Là chơi cờ với bà lật ván? Không, trở mặt á, trở mặt á. Làm sao? Ý là ban đầu là kêu tôi đi mua xong cái... Cái gì? Xin lỗi, cái đoạn này là rất cảm động luôn. Đừng có làm phiền. Đi về đi mẹ, không có thời gian. Kêu tôi đi mua, tôi dành thời gian cả tuổi thanh xuân của tôi, tôi đi mua xong đi về nói là mấy này không phải liên quan gì đến Tết. Bà muốn cái gì cũng liên quan tới Tết. Má, cái gì? Những giây phút này thật sự rất nhớ má tôi ở dưới quê. Nếu như mà ngay lúc này mà có má tôi bên cạnh là đỡ. Có má bà, má bà dạy bà lại. Bà nói chuyện nãy giờ nửa tiếng đồng hồ không biết bà nói gì cái gì luôn. Bà mới hỏi gì? Tôi hỏi bà làm gì bà khóc. Thì tôi mua mấy cái này nè. Tôi mua cho ông bà chủ á. Tôi nói là Tết nào cũng là Tết mà, Tết nào cũng cần phải vui mà. Lồng đèn ông sao năm cánh tươi hồng, nó xanh rất xanh từ lùm cây qua bụi cỏ. Cái đó con cào cào. Ủa? Không phải cái lồng đèn. Ủa là bài khác hả? Là bài khác. À. Ơ nhưng mà con mẹ điên này, bà nói cái gì? Tết nào cũng như Tết nào vậy, người ta phân biệt mỗi Tết ra làm chi? Để cho người dân có nhiều ngày nghỉ. Con mẹ điên, thứ bảy chủ nhật nghỉ được rồi. Thì cái chuyện đừng có vô tri như vậy. Giờ tôi hỏi bà nè, Trung Thu bà có vui không? Bình thường. Đáng ra bà phải vui á. Sao phải vui? Ngày lễ Tết.
Tết Trung Thu, ta có gia đình, ta có con, có cháu, ta vui, có mình tôi là tôi chơi với bà, tôi đủ cọc rồi, vui cái gì mà vui. Ngày hôm nay tôi sẽ biến ước mơ của bạn thành sự thật, bà sẽ vui. Đã gì? Treo lên. Nhà bà không có chỗ nào treo được hết á. Treo làm cái gì? Bà đem về đi. Nè. Đó, đẹp chưa? Thấy sang cái quán chưa? Thấy trang hoàng chưa? Bà để làm gì? À! Tôi đang rất buồn vì ông bà chủ trở mặt với tôi mà tôi thấy cái không gian này thật sự nó quá hạnh phúc rồi. Nó quá vui á bà. Để làm gì? Thôi đừng nói đến cái con này nữa. Nhắc cái con này muốn rớt nước mắt. Sao vậy? Giận tôi thì giận. Giận cá chém thớt, đánh nát đầu con Kitty. Con này con Kitty hả? Con Kitty bây giờ không còn nhìn ra nhân dạng của nó nữa. Trời ơi. Nói như này chắc dục luôn đi chứ. Thiệt á, quá buồn rồi. Còn cái này nè. Cái này là cây thông, cũng là Tết luôn nhưng mà Tết Giáng sinh. Cây thông nào ngày Tết? Mà đừng có điên, cây niêu ngày Tết thôi, cây thông gì, cây thông ngày Tết. Tôi bị người ta lừa. Ai lừa bà? Cái con shop đó, cái con bán hàng nói đây là cái cây mai. Con Nguyễn thì shop hả? Nó nói cây mai, nhưng mà ngày mai mới mọc ra cái bông. Nó không dạy đó hay sao á. Trời, bà biết nó nói với tụi này là gì không? Cái gì? Nụ tầm xuân. Nụ bà nội tôi chứ nụ tầm bậy tầm bạ hết trơn à. Nó còn nói á, cái bên vùng miền á là kiểu trong miền Nam tao kêu là nụ tầm gai nè. Nụ giờ tầm gai má ơi. Không. Thì đó, mình không có hiểu, mình không có quá nhiều kiến thức, mình bị nó lừa. Bị lừa rồi thôi, giờ gặp nó đòi tiền đi. Thôi mà thấy để chỗ đây nhà bà hợp lắm kìa. Không hợp má ơi. Nhìn cái nhà vô lý hùng không? Thôi coi như giờ bà mua thanh lý lại đi. Không không. Mua hỗ trợ. Không có nhu cầu. Bà mua cái này nhiêu tiền? Tôi mua cái này vậy chỉ khoảng 5 triệu thôi. Điên hả? Biết. Bà nghĩ sao vậy? Bà đem mấy cái này về bà chèn hộp bà đi. Bà đem qua đây cho tôi làm chi? Mang nợ. Gớt rột đó. Không có thương cảm đâu. Nè bà nội. Chi? Giờ bà đừng có nói nữa. Giờ bà không giúp tôi đúng không? Không. Vậy thì bây giờ tôi đem cái này, tôi ra ngoài sông tiền á. Sông tiền ở đâu má? Chứ cái sông kế bên là gì? Sông đó cái kênh thôi à. Vậy thì bây giờ tôi ra cái kênh kế bên nhà á, tôi gieo mình xuống đó. Thôi ô nhiễm môi trường. Lỡ nó vớt xác bà không được rồi, cái xác bà phân hủy cá chết. Chết cái gì mà không ảnh hưởng ai á. Đi cứu đi. Má gì nữa mẹ? Thương gì má tôi đi. Bà đi về gọi má đi. Bây giờ là chắc chắn bà không giúp tôi đúng không? Không. Tôi chết thì bà vừa lòng. Cho dù bà không giúp tôi, những cái tình nghĩa bà dành cho tôi suốt bao nhiêu lâu nay, tôi xin chúc cho bà. Chúc cái gì? Có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe bên cạnh người thân và gia đình. Cảm ơn ạ. Tôi đi đây, đừng cản tôi. Chắc chắn không bao giờ cản. Trời. Cây mò chi cùng sớm sân si. Bởi đó đây gần đến Tết, mùa xuân sang thật là nhiều hân hoan. Năm cũ như vừa đi qua ở xóm tôi sớm si chang à. Cứ hỏi bao giờ lấy chồng rồi sân si, rồi còn đòi nhiều lời xì. Thích làm màu rồi lại thích nhức đầu, rồi lại thích cãi nhau, rồi lại quấn quýt nhau. Ở xóm tôi bà này bắt giữ bà kia bắt giữ bà nọ, rồi bà nọ chỉ là bà này. Ủa Tết đến rồi chuyện nhà thì không lo, tụi ba tụi bảy mê khẩu mê nhẹ. Năm mới đến chuyện cũ hay bỏ qua, mấy bà nghe tôi cuộc đời mới nở hoa. Nhìn vậy thôi xóm tôi rất đề